Trong bóng đao, ánh mâu tiếng thét vang trời. Quách Tĩnh trông thấy vừa phấn khích, vừa thấy sợ hãi. Kịch chiến qua hơn nửa giờ, mấy vạn quân địch luân phiên đánh lên. 3.000 tinh binh của Thiết Mộc Chân đã mất hơn 400 người. Quân địch cũng bị giết hơn 1.000 người. Thiết Mộc Chân đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy dưới bình nguyên, các quân địch nằm đầy đất. Ngựa không người cưỡi, từng bầy chạy tán loạn. Nhưng tên quân địch bắn tới vẫn còn rất mạnh. Nhìn thấy góc đông bắc, quân địch tấn công rất mãnh liệt. Quân mình dần dần chống đỡ không được. Con thứ ba của Thiết Mộc Chân oa khoác đài, rất sốt ruột, vội hỏi: Gia Gia, có thể phất cờ thổi tù già chưa? Thiết Mộc Chân hai mắt như chim ưng, chằm chằm nhìn xuống quân địch dưới núi không chớp, trầm giọng nói: Quân địch còn chưa mệt mỏi. Lúc ấy, quân địch phía đông bắc đã điều động tinh binh tới tấn công, dương cao ba ngọn cờ đại độc màu đen. Rõ ràng có ba viên đại tướng đốc chiến. Quân Mông Cổ dần dần núng thế. Giả Lạc Mễ chạy mau lên núi, kêu lên: Đại hán, bọn Hài Nhi không chống được nữa rồi. Thiết Mộc Chân tức giận quát: Chống không được à? Người vẫn khoe khoang là anh hùng hảo hán gì đó mà. Giả Lạc Mễ tái mặt, giật một thanh đại đao trong tay quân sĩ, quát tháo xông vào trận địch, mở một con đường máu tới trước ngọn cờ hắc độc. Chủ tướng quân địch thấy y hung dữ xông tới, bèn kéo cương ngựa lùi lại. Giả Lạc Mễ dung tay hạ đao xuống, chém ngã ba đại hán giữ cờ, rồi dứt đại đao, hai tay ôm ba ngọn cờ đen chạy trở lên. Qua khúc ngoặt, nhát luôn xuống đất. Quân địch thấy y dũng mãnh như thế đều hoảng sợ. Quân Mông Cổ hò reo ầm ĩ, lại lấp lại chỗ trận thế bị dở phía đông bắc. Lại đánh nhau hồi lâu, quân địch phía tây nam chợt có một viên tướng mặc áo đen xông lên trước. Tên bắn không một mũi nào sai, liên tiếp bắn ngã mấy mươi quân sĩ Mông Cổ. Hai viên tướng Mông Cổ cầm mâu xông lên đón đánh, bị y dù dù phát ra hai mũi tên ngã ngựa. Thiết Mộc Chân khen ngợi: Tiễn pháp hay quá. Câu nói chưa dứt, viên tướng áo đen ấy đã xông sát tới núi đất. Tiếng dây cung bật lên, một mũi tên bắn trúng cổ Thiết Mộc Chân, mũi tiếp theo lại bắn thẳng vào bụng. Thiết Mộc Chân cổ bên phải trúng tên, nhìn thấy lại có mũi tên nữa bay tới, vội giật cương ngựa. Con ngựa đột nhiên đứng thẳng lên, mũi tên ấy kình lực mạnh mẽ lạ lùng, cắm ngập luôn vào bụng ngựa, không còn thấy đuôi tên. Con ngựa ngã vật ra đất. Quân Mông Cổ thấy chủ soái trúng tên ngã ngựa, ai cũng cả kinh thất sắc. Trong tiếng reo hò, quân địch như một làn sóng tràn lên đánh giết. Oa Khoác Đài nhổ dứt mũi tên ở cổ cha ra, xé luôn vạt áo định băng bó vết thương. Thiết Mộc Chân quát lớn: Mặc kệ ta, cứ giữ chắc cửa núi. Oa Khoác Đài vinh lệnh quay lại, dương cung bắn ngã luôn hai người bên địch. Hốt Đô Hổ ở phía tây xuất lĩnh quân bản bộ nhân chiến, đánh nhau đến lúc tên hết thương gãy, đành phải rút về. Giả Lạc Mễ mắt đỏ ngầu kêu lên: Hốt Đô Hổ, con thỏ nhà ngươi chạy trốn à? Hốt Đô Hổ cười nói: Ai chạy trốn, ta hết sạch tên rồi. Thiết Mộc Chân ngồi dưới đất, rút trong túi tên một nắm ném qua. Hốt Đô Hổ đón lấy, tiếng cung bật liên tiếp vang lên. Một viên tướng dưới ngọn cờ hắc độc đối diện trúng tên ngã ngựa. Hốt Đô Hổ xông mau xuống núi, cướp con ngựa của viên tướng ấy phóng trở lên. Thiết Mộc Chân khen: Hảo huynh đệ, đúng là nhờ có người. Hốt Đô Hổ toàn thân giấy máu, hạ giọng nói: Có thể dương cờ hiệu thổi tù già chưa? Thiết Mộc Chân đưa tay sờ lên vết thương trên cổ, máu tươi từ bàn tay chảy xuống ròng ròng, nói: Quân địch còn chưa mệt mỏi. Hốt Đô Hổ quỳ xuống khẩn cầu: Chúng tôi tình nguyện tử chiến vì người, nhưng thân thể của đại hãn là quan trọng. Thiết Mộc Chân dắt một con ngựa tới, cầm đao nhảy lên quát: Mọi người hãy cố gắng giữ vững. Rồi dung trường đao chém chết ba tên địch xông lên núi đất. Quân địch chợt thấy Thiết Mộc Chân lại lên ngựa, không khỏi hoảng sợ chạy ngược trở lại, thế công chậm hẳn. Thiết Mộc Chân thấy thế địch đã hơi suy giảm, bèn quát lớn:
dương cờ hiệu, thổi tù gia. Trong tiếng reo hò của quân Mông Cổ, một vệ sĩ đứng thẳng lên lưng ngựa, giơ cao ngọn cờ đại độc, treo lông trắng. Tiếng tù già thổi vang vang. Quanh núi, tiếng la thét ầm ầm vang lên. Xa xa, từng đoàn quân Mông Cổ rầm rập phóng như bay tới, xung sát. Quân địch tuy đông, nhưng đều tập trung bao vây tấn công núi đất. Hàng ngoài cùng của dòng dây vừa bị dỡ, quân ở trong đã xô đẩy nhau tán loạn. Viên tướng áo đen thấy tình thế không hay, lớn tiếng quát tháo. Nhưng thế trận đã rối loạn, quân sĩ không còn ý chí chiến đấu. Không đầy nửa giờ, đại quân đã tan rã như ngói dở, phần lớn bị giết, số còn lại bỏ chạy. Viên tướng áo đen ấy cưỡi một con ngựa đen cuống cuồng chạy tháo thân. Thiết Mộc Chân quát lên: "Ai bắt được thằng giặc ấy sẽ được thưởng 300 cân vàng." Mấy chục quân sĩ Mông Cổ khỏe mạnh hò hét đuổi theo. Viên tướng áo đen ấy tên bắn không phát nào sai, ai chống lại la ngã ngựa, liên tiếp bắn ngã 10 người. Số còn lại không dám đuổi sát, cho nên y thúc ngựa phi mau bỏ chạy mất dạng. Quách Tĩnh núp trong bụi cây rậm, dõi mắt nhìn theo. Tấm lòng trẻ thơ nảy sinh sự khâm phục ngưỡng mộ đối với viên tướng áo đen ấy. Trận này Thiết Mộc Chân thu được toàn thắng, tiêu diệt quá nửa bộ lạc Tần Việt Tích Ngột như đời Thù Hằn. Nghĩ rằng từ đây họ không còn là mối lo nữa. Nhớ lại năm xưa bị bộ lạc Tần Việt Tích Ngột cầm tù, cổ đeo gông lớn, chịu đủ sỉ nhục, mối thù lớn ấy hôm nay mới rửa sạch. Vết thương trên cổ không ngừng chảy máu, nhưng trong lòng vui vẻ không kìm được, ngẩng đầu lên trời cười lớn. Các tướng hò reo vang trời, xúm quanh đại hãn thu quân khải hoàn. Quách Tĩnh chờ đến lúc họ đi xa, quân sĩ dọn dẹp chiến trường, vì trời tối cũng đã về, mới từ bụi rậm chui ra. Về tới nhà thì đã nửa đêm. Mẹ nó đang lo cuống lên như kiến bò trên chảo nóng, không biết làm sao là tốt. Thì con về tới, vô cùng vui mừng. Quách Tĩnh kể lại mọi việc, tuy lắp ba lắp bắp không rõ ràng, nhưng cũng nói được đại khái. Lý Bình thấy nó mặt mày rạng rỡ, không hề có vẻ lo sợ, nghĩ thầm con mình tuy còn nhỏ, đầu óc ngu xuẩn, nhưng rốt lại vẫn là dòng dõi nhà tướng, cũng có phong thái của cha. Bất giác vừa mừng vừa lo. Sáng sớm hay hôm sau, Lý Bình mang hai tấm nệm lông ra chợ cách đó hơn 30 dặm đổi lương thực. Quách Tĩnh thả dê ngoài cổng, nghĩ tới cuộc ác chiến mà mình thấy được trên núi hôm trước, cảm thấy rất thích thú. Bèn giơ cao chiếc roi chăn dê múa may trên lưng ngựa, miệng quát tháo ầm ĩ xua bầy dê đi, cảm thấy mình giống đại tướng cầm quân ra trận. Đang chơi tới lúc cao hứng, chợt nghe phía đông có tiếng gió ngựa. Một con ngựa từ từ đi tới, trên lưng ngựa có một người nằm gục trên yên. Con ngựa bước tới gần dừng lại, người trên ngựa ngẩng đầu lên. Quách Tĩnh giật nảy mình, không kìm được một tiếng kêu hoảng sợ. Chỉ thấy người kia mặt đầy bùn đất máu me, chính là viên tướng áo đen hôm trước mình nhìn thấy. Tay trái y cầm thanh mã đao đã bị gãy một nửa, trên lưỡi đao vết máu khô sẫm lại loang lổ. Cung tên bắn quân truy sát không biết đâu mất, có lẽ hôm trước sau khi chạy thoát lại gặp phải địch nhân. Má bên phải có một vết thương rất lớn, máu đang chảy ròng ròng, đùi ngựa cũng bị thương. Chỉ thấy y thân mình lắc lư, đôi mắt đỏ ngầu, cất tiếng rên rỉ: "Nước, nước, cho ta uống nước." Quách Tĩnh vội vào nhà múc một bát nước trong bưng ra cửa. Người kia đưa tay giật lấy, ừng ực uống một hơi hết sạch, lại nói: "Cho thêm bát nữa." Quách Tĩnh lại bưng ra một bát, người kia uống hết một nửa, máu trên mặt nhỏ vào bát nước, nửa bát nước đổi thành màu đỏ. Người ấy hô hô cười lớn, chợt da mặt giật giật, nghiêng người một cái rồi rơi xuống ngựa ngất đi luôn. Quách Tĩnh cả sợ kêu ầm lên, không biết làm sao là tốt. Qua một lúc, người kia dần dần tỉnh lại, nói: "Người cho ngựa ta uống nước giúp, có gì ăn không?" Quách Tĩnh đưa ra mấy tảng thịt dê cho y ăn, lại lấy nước cho ngựa uống. Người kia được ăn no một bữa, lập tức tinh thần phấn chấn,
Dương Giai đứng dậy kêu lên: "Hảo huynh đệ, đa tạ ngươi." Rồi gỡ trên cổ tay ra một chiếc vòng vàng to nặng, đưa cho Quách Tĩnh, nói: "Cho người đó." Quách Tĩnh lắc đầu, nói: "Mẹ nói nên tiếp đãi khách, không được đòi gì của khách." Người kia hô hô cười rộ lên, nói: "Hảo hài tử, hảo hài tử." Rồi đeo lại chiếc vòng vàng vào tay, xé một mảnh vải áo băng lại vết thương trên mặt mình và vết thương ở đùi ngựa. Đột nhiên từ phía đông văng vẳng có tiếng gió ngựa phóng tới. Người kia mặt đầy vẻ tức giận kêu lên: "Đúng là không chịu tha cho ta." Hai người ra cửa nhìn về phía đông, thấy xa xa bụi bay mù mịt, rất nhiều người ngựa đang phóng thẳng tới. Người kia nói: "Hảo hài tử, trong nhà ngươi có cung tên không?" Quách Tĩnh nói: "Có." Rồi quay vào trong. Người kia nghe thế, trên mặt lộ vẻ vui mừng, thì thấy Quách Tĩnh đem cung và tên nhỏ xíu để chơi đùa của mình ra. Người kia ha hả cười lớn, kế châu mày nói: "Ta phải đánh nhau, cần thứ lớn kia." Quách Tĩnh lắc lắc đầu. Lúc ấy truy binh càng lúc càng tới gần, xa xa đã nhìn thấy bóng cờ xí lay động. Người kia nghĩ con ngựa của mình đã bị thương, chạy trên sa mạc không được xa, núp lại ở đây tuy nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác, liền nói: "Một mình ta không thể đánh lại họ, phải núp thôi." Nhưng đưa mắt nhìn khắp trong ngoài gian lều tranh, không có chỗ nào ẩn núp được cả. Lúc khẩn cấp, bèn chỉ vào đống cỏ khô bên cạnh nhà, nói: "Ta núp trong này, người xua ngựa của ta đi càng xa càng tốt. Ngươi cũng tìm chỗ trốn núp cho xa, đừng để họ nhìn thấy." Nói xong, vạch đống cỏ khô chui vào. Người Mông Cổ cứ qua mùa hè nóng nực là cắt cỏ, đánh thành đống, để mùa đông nuôi súc vật và nấu nướng, toàn nhờ vào cỏ khô, nên đống cỏ khô thường còn to hơn cả lều Mông Cổ. Viên tướng kia chui vào đống cỏ, nếu không lục soát cẩn thận, quả thật rất khó phát hiện ra. Quách Tĩnh dung roi đập lên con ngựa đen. Con ngựa đen tung gió lồng lên, chạy một đoạn xa mới dừng lại ăn cỏ. Quách Tĩnh cưỡi con ngựa nhỏ của mình chạy về phía tây. Đám truy binh thấy có người, hai tên quân sĩ cưỡi ngựa đuổi theo. Con ngựa nhỏ của Quách Tĩnh chạy không nhanh, không bao lâu đã bị đuổi kịp. Hai tên quân sĩ quát hỏi: "Thằng nhỏ, có thấy một hán tử cưỡi ngựa đen không?" Quách Tĩnh không biết bịa đặt, há hốc miệng không đáp. Hai tên quân sĩ lại hỏi mấy câu, thấy nó ngu ngơ ngờ nghệch, thủy chung vẫn không trả lời, bèn nói: "Mang nó tới gặp đại viên tử." Rồi kéo dây cương con ngựa nhỏ, đưa nó về trước căn lều tranh. Quách Tĩnh trong lòng định sẵn chủ ý: "Mình cứ không nói gì cả." Chỉ thấy vô số quân sĩ Mông Cổ hộ vệ một thiếu niên cao gầy đội khăn đỏ. Quách Tĩnh nhớ mặt y, người này hôm trước từng xuất lĩnh binh mã chiến đấu, sĩ tốt đều nghe lệnh y, biết y là kẻ thù của viên tướng áo đen. Vị đại dương tử này cao giọng hỏi: "Thằng nhỏ nói thế nào?" Hai tên quân sĩ thưa: "Thằng nhỏ này tệ lắm, không biết nói năng gì cả." Đại dương tử chăm chú nhìn quanh, đột nhiên thấy con ngựa đen kia đang ăn cỏ xa xa, bèn trầm giọng nói: "Có phải ngựa của y kia không? Đi dắt nó lại đây xem." 10 tên lính Mông Cổ chia thành 5 tổ, theo 5 hướng khác nhau, rón rén tới gần bao vây con ngựa. Lúc con ngựa giật mình biết được, ngẩng đầu lên định chạy thì đã không còn đường thoát. Đại dương tử thấy con ngựa đen được dắt tới, hừ một tiếng nói: "Đây chẳng phải ngựa của Triết Biệt sao?" Bọn quân sĩ đồng thanh nói: "Đúng thế." Đại dương tử giơ roi ngựa lên, chát một tiếng đánh xuống đầu Quách Tĩnh, quát: "Y núp ở đâu? Mau nói ra ngay, ngươi đừng hòng lừa ta." Triết Biệt núp trong đống cỏ khô, tay nắm chặt đao, thấy Quách Tĩnh bị đánh một roi, trên trán lập tức nổi lên một lằn dài rướm máu, tim đập thình thịch. Y biết người này là Trượt Xích, con trưởng Thiết Mộc Chân, tính tình độc ác, nổi tiếng khắp sa mạc. Nghĩ thầm đứa nhỏ này nhất định sẽ sợ hãi mà nói thật, vậy thì chỉ còn cách nhảy ra liều mạng một phen. Quách Tĩnh đau quá định khóc, nhưng cắn răng kiềm nước mắt, ngẩng đầu nói: "Tại sao ngươi lại đánh ta?"
ta chẳng làm gì xấu cả. Nó chỉ biết làm việc xấu mới bị đánh đòn. Trượt Xích tức giận nói: Ngươi còn bướng à? Rạp một tiếng, lại đánh roi nữa. Quách Tĩnh khóc ầm lên. Lúc ấy bọn quân sĩ đã lục soát khắp nhà Quách Tĩnh một lượt. Hai tên sọc trường mâu đâm bừa vào đống cỏ khô. May là đống cỏ quá lớn, chưa đâm tới chỗ Triết Biệt núp. Trượt Xích nói: Con ngựa ở đây, nhất định y chưa chạy xa đâu. Thằng nhỏ, người có nói không? Roạt, 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 liên tiếp đánh luôn ba roi. Quách Tĩnh giơ tay định chụp lấy roi, nhưng làm sao mà chụp được. Đột nhiên, xa xa có tiếng tù già rút lên. Quân sĩ báo: Đại hãn tới rồi. Trượt Xích dừng lại, không đánh nữa, giục ngựa ra đón. Quân sĩ hộ vệ Thiết Mộc Chân phi ngựa lại. Trượt Xích tiến lên gọi một tiếng: Gia gia. Hôm trước, Thiết Mộc Chân bị Triết Biệt bắn trúng mũi tên ấy, bị thương rất nặng. Lúc kịch chiến, gắng gượng nhịn đau. Nhưng sau khi thu quân, đau quá, ngất đi mấy lần. Đại tướng Giả Lạc Mễ và đứa con thứ ba của Thiết Mộc Chân là Oa Khoác Đài thay phiên nhau dùng miệng hút máu động trong vết thương ra, lúc gạt, lúc nhổ. Các tướng cùng bốn con trai y chầu trực quanh giường suốt đêm, đến sáng hôm sau mới qua cơn nguy hiểm. Kỵ mã trinh sát của quân Mông Cổ túa ra bốn phía. Mọi người thề là phải bắt sống được Triết Biệt, dùng ngựa xé xác, loạn đào băm thây để trả thù cho đại hãn. Chiều tối hôm sau, một toán nhỏ quân Mông Cổ rốt lại cũng gặp Triết Biệt, nhưng bị y đã thương mấy người chạy mất. Nhưng Triết Biệt cũng bị thương. Thiết Mộc Chân được tin, trước tiên sai con lớn đuổi theo, lại đích thân dẫn con thứ hai là Sát Hợp Đài, con thứ ba là Oa Khoác Đài, con út là Đà Lôi cùng đuổi theo. Trượt Xích chỉ con ngựa đen nói: Gia gia, tìm được con ngựa đen của thằng giặc đây rồi. Thiết Mộc Chân nói: Ta không cần ngựa mà cần người. Trượt Xích nói: Dạ, nhất định chúng ta sẽ tìm ra y. Rồi trở lại trước mặt Quách Tĩnh, tuốt yêu đao chém dọa một nhát, quát: Người có nói không? Quách Tĩnh bị y đánh đến nỗi máu chảy đầy mặt, nhưng lại càng bướng bỉnh, không ngừng kêu lên: Ta không nói, ta không nói. Thiết Mộc Chân thấy đứa nhỏ này ăn nói ngây thơ. Không nói là không biết, mà nói là ta không nói. Ác nó biết rõ nơi Triết Biệt ẩn núp. Bèn hạ giọng nói với con thứ ba là Oa Khoác Đài: Người tới, lời thằng nhỏ này nói ra. Oa Khoác Đài cười hì hì, bước tới trước mặt Quách Tĩnh, rút trên mũ trụ của mình một cái lông công màu sắc đẹp đẽ cầm ở tay, cười nói: Người nói ra đi, ta cho người cái này. Quách Tĩnh vẫn nói: Ta không nói. Con thứ hai của Thiết Mộc Chân là Sát Hợp Đài nói: Thả chó ra. Bọn quân sĩ tùy tùng của y lập tức giáo sáu con chó ngao lớn tới. Người Mông Cổ tính ưa săn bắn, các bậc tù trưởng quý nhân ai cũng nuôi chó săn, chim ưng săn. Sát Hợp Đài lại rất thích chó, lần này đuổi theo Triết Biệt rất cần chó săn, nên mang theo sáu con chó ngao. Lúc ấy bèn thả ra, trước tiên cho sáu con chó vây quanh con ngựa đánh hơi một hồi, sau đó sai đi tìm nơi Triết Biệt ẩn núp. Sáu con chó ngao sủa ầm ĩ, chạy tới chạy lui trong căn lều tranh. Quách Tĩnh vốn không quen Triết Biệt, nhưng hôm trước thấy y trên chiến trường anh dũng phi thường, bất giác ngưỡng mộ. Mà sau khi bị Trượt Xích đánh mấy roi, trong lòng rất tức giận, tính bướng bỉnh trời cho nổi lên, bèn quýt sáo một tiếng gọi con chó chăn dê của mình tới. Lúc ấy sáu con chó ngao của Sát Hợp Đài đã tìm tới trước đống cỏ khô. Con chó chăn dê của Quách Tĩnh nghe chủ ra lệnh, bèn đứng chắn trước đống cỏ khô, không cho sáu con chó ngao xông vào. Oa Khoác Đài quýt sáo lớn một tiếng, sáu con chó ngao lớn đồng thời xúm cả vào. Nhất thời tiếng chó sủa ầm ĩ vang lên, bảy con chó điên cuồng giằng xé cắn sủa nhau dính thành một khối. Con chó chăn dê thân hình đã nhỏ, lại là một chọi sáu, trong chớp mắt đã bị cắn rách toàn thân, nhưng vô cùng can đảm, nhất định không lui, dựa vào đống cỏ sống chết chống lại. Quách Tĩnh vừa khóc vừa cổ vũ cho con chó thân yêu ra sức chống lại. Thiết Mộc Chân và Oa Khoác Đài thấy tình hình như thế, biết Triết Biệt núp trong đống cỏ,
đều cười gian nhìn bảy con chó cắn nhau. Trượt xích cả giận, giơ cao roi ngựa, giúp giúp giúp, đánh luôn mấy roi, khiến Quách Tĩnh đau thấu tim gan. Nó lăn lộn dưới đất, tới cạnh Trượt xích, đột nhiên chồm lên, ôm giữ chân phải của y, liều mạng không chịu buông ra. Trượt xích dùng sức hất ra, nào ngờ đứa nhỏ này ôm chặt cứng, hất mãi vẫn không chịu buông. Ba người sát hợp đài, oa khoác đài, đà lôi, thấy huynh trưởng luống cuống như thế đều cười phá ra. Thiếp Mộc Chân cũng không khỏi mỉm cười. Trượt xích mặt mũi đỏ bừng, rút trường đao trong lưng ra, nhằm giữa đỉnh đầu Quách Tĩnh bổ xuống. Mắt thấy đứa nhỏ này sẽ phải đầu một nơi, thân hình một nẻo. Đột nhiên, trong đống cỏ khô, có một thanh mã đao cụp đầu phóng mau ra. Choang một tiếng, hai thanh đao chạm nhau. Trượt xích chỉ thấy cánh tay chấn động tê rần, hoảng sợ mất vía. Đám quân sĩ đồng thanh quát ầm lên, Triết Biệt đã từ đống cỏ khô nhảy ra. Y đưa tay trái, nắm Quách Tĩnh, kéo một cái ra phía sau lưng, cười nhạt nói: "Tàn ác với trẻ con không xấu hổ à?" Bọn quân sĩ đều giơ đao, chĩa mâu, vây quanh Triết Biệt. Triết Biệt thấy không thể chống cự, dứt thanh mã đao trong tay xuống đất. Trượt xích bước lên, đánh thẳng vào bụng y một quyền. Triết Biệt không hề đón đỡ, quát lên: "Giết ta mau đi!" Rồi dằn giọng nói: "Tiếc cho ta không được chết dưới tay bậc anh hùng hảo hán." Thiết Mộc Chân nói: "Người nói gì?" Triết Biệt nói: "Nếu ta ở trên chiến trường bị kẻ hảo hán giỏi hơn giết chết thì cũng cam lòng. Bây giờ lại như chim ưng lớn rơi xuống đất bị kiến cắn chết." Nói xong, trợn tròn hai mắt, gầm lên một tiếng. Sáu con chó của sát hợp đài đang đè con chó chăn dê xuống đất cắn túi bụi. Chợt nghe tiếng gầm quay mảnh dị thường, hoảng sợ, nhất tề nhảy dựng lên, cụp đuôi len lét lui ra. Đột nhiên, bên cạnh Thiết Mộc Chân có một người bước ra nói: "Đại hãn, đừng cho thằng tiểu tử này khoe khoang, tôi xin đánh nhau với y." Thiết Mộc Chân nhìn lại, thì ra là đại tướng Bát Nhĩ Trượt. Trong lòng rất mừng rỡ, nói: "Được, người ra tỉ thí với y đi. Chúng ta không phải không có anh hùng hảo hán." Bát Nhĩ Trượt bước lên vài bước, nói: "Một mình ta giết người, cho người có chết cũng vui lòng." Triết Biệt thấy y thân thể cao lớn, giọng nói sang sảng, bèn hỏi: "Người là ai?" Bát Nhĩ Trượt nói: "Ta là Bát Nhĩ Trượt, người chưa nghe qua à?" Triết Biệt giật mình nghĩ thầm: "Từ lâu đã nghe nói Bát Nhĩ Trượt là anh hùng trong quân Mông Cổ, té ra là y." Rồi ngước mắt, ngạo nghễ nhìn Bát Nhĩ Trượt, hừ một tiếng. Thiết Mộc Chân nói: "Người tự khoe giỏi nghề cung tiễn, mọi người gọi người là Triết Biệt. Người cứ so tài cung tên với người bạn thân này của ta." Trong tiếng Mông Cổ, Triết Biệt có nghĩa là giáo mát, cũng có nghĩa là tay thần tiễn. Triết Biệt vốn có tên khác, nhưng vì y tiễn pháp như thần, nên mọi người gọi là Triết Biệt, còn tên thật thì không ai rõ. Triết Biệt nghe Thiết Mộc Chân gọi Bát Nhĩ Trượt là bạn thân, bèn nói: "Người là bạn thân của đại hãn, thì ta cứ giết người trước đã." Quân sĩ Mông Cổ nghe thấy đều cười ha hả. Mọi người đều biết Bát Nhĩ Trượt võ nghệ cao cường, trước nay vô địch, nổi tiếng khắp vùng sa mạc. Tuy đã thấy qua tiễn pháp cao cường của Triết Biệt, nhưng nói muốn giết Bát Nhĩ Trượt thì đúng là không biết tự lượng sức. Lúc Thiết Mộc Chân còn trẻ, bị người bộ lạc Tần Diệt Xích Ngột bắt giam, bị đóng gông giam cầm. Bộ lạc Tần Diệt Xích Ngột mở tiệc ở bến Nạn Hà, vừa uống rượu vừa dùng roi đánh đập, định làm nhục y, xong sẽ giết chết y. Sau cùng, những người dự tiệc uống rượu quá say, Thiết Mộc Chân bèn dùng gông đánh tên lính canh giữ chết ngất, trốn vào rừng rậm. Người Tần Diệt Xích Ngột đổ ra truy bắt. Có một thanh niên tên Xích Lão Ôn không sợ nguy hiểm, khẳng khái giữ y lại, đập vỡ cái gông của y, vứt vào đống lửa đốt rụi, cho y lên một chiếc xe chở lông dê. Quân đuổi theo tới nhà Xích Lão Ôn tra xét, tìm tới trước xe, bốc mấy nắm lông dê lên, sắp lộ ra bàn chân Thiết Mộc Chân. Cha của Xích Lão Ôn lúc nguy cấp chợt nảy ý khôn, cười nói:
trời nóng thế này, ai mà núp được trong đống lông dê? Nếu y có trong đó thì cũng đã chết nóng rồi. Lúc bấy giờ đang mùa hè, ai cũng mồ hôi như tắm. Đám quân đuổi theo thấy có lý, bèn bỏ qua không lục soát nữa. Thiết Mộc Chân bình sinh trải qua vô số nguy hiểm, nhưng lần ấy quả thật là nguy tựa chỉ mành treo chuông. Thiết Mộc Chân sau khi trốn thoát vô cùng vất vả, cùng mẹ và em dựa vào nghề săn bắt thú rừng để sống qua ngày. Có một hôm, 8 con ngựa trắng y nuôi bị một bộ lạc khác bắt trộm. Thiết Mộc Chân một mình đuổi theo, gặp một thanh niên đang dắt sữa ngựa. Thiết Mộc Chân hỏi tin tức bọn trộm, thanh niên ấy chính là Bác Nhĩ Trực. Bèn nói: sự khốn khổ của bậc nam nhi đều giống nhau, ta và ngươi kết bạn với nhau đi. Hai người cưỡi ngựa đuổi theo, đuổi suốt 3 ngày thì gặp bộ lạc trộm ngựa. Hai người tên bắn không phát nào sai, giết chết mấy trăm người đối phương, đoạt lại được 8 con ngựa trắng. Thiết Mộc Chân muốn chia cho y, bèn hỏi y muốn lấy mấy con. Bác Nhĩ Trượt nói: ta ra sức vì bạn bè, chứ một con cũng không cần. Từ đó, hai người cùng dựng nghiệp. Thiết Mộc Chân vẫn gọi y là bạn thân, quả thật là bạn bè lúc hoạn nạn. Bác Nhĩ Trượt, Xích Lão Ôn, hai người cùng Mộc Hoa Lê, Bác Nhĩ Hốt là 4 đại công thần khai quốc của Mông Cổ. Thiết Mộc Chân vốn biết Bác Nhĩ Trượt tiễn pháp như thần, bèn đưa cung tên của mình cho y, rồi lập tức nhảy xuống ngựa, nói: người cưỡi ngựa của ta, dùng cung tên của ta, cũng tính như ta bắn chết y. Bác Nhĩ Trượt nói: tuân lệnh. Rồi tay trái cầm cung, tay phải lắp tên, nhảy lên con ngựa quý mõm trắng của Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nói với Oa Khoác Đài: người cho Triết Biệt mượn ngựa. Oa Khoác Đài nói: thật có lợi cho y quá. Rồi nhảy xuống ngựa. Một tên thân binh bèn dẫn tới cho Triết Biệt. Triết Biệt nhảy lên ngựa, nói với Thiết Mộc Chân: ta đã bị dây chặt, người muốn giết ta cũng dễ như giết một con dê. Người đã cho ta tỉ thí cùng tên với y, ta cũng không thể không biết hay dở mà tỉ thí công bằng với y. Ta chỉ cần một cánh cung, không cần tên. Quân Mông Cổ lại lớn tiếng khen ngợi: thằng ngu này cũng gan dạ thật. Thiết Mộc Chân bảo đưa cho y một cây cung tốt. Bác Nhĩ Trượt lúc ở chiến trường đã thấy qua bản lĩnh của Triết Biệt, biết y rất giỏi tiễn pháp, vốn không dám coi thường. Nhưng lúc ấy y có cung không tên thì tiễn pháp có giỏi hơn cũng làm sao thi triển. Nghĩ thầm chắc y sẽ bắt tên của mình để sử dụng, bèn kẹp chặt hai chân, thúc con ngựa quý mõm trắng phóng mau ra. Con ngựa này chạy rất nhanh, trải nhiều trận đánh. Trên chiến trường, người cưỡi chỉ cần dùng chân thúc để ra hiệu thì có thể tiến lui như ý. Trước nay Thiết Mộc Chân rất thương yêu nó. Triết Biệt thấy con ngựa của đối phương phóng nhanh, lập tức thúc ngựa bỏ chạy. Bác Nhĩ Trượt dương cung lắp tên, giúp một tiếng, mũi tên bắn vào sau gáy Triết Biệt. Triết Biệt nghiêng người qua một bên, mắt tinh tay lẹ, chụp được mũi tên. Bác Nhĩ Trượt khen: giỏi quá. Lại bắn thêm một mũi. Triết Biệt nghe tiếng dây cung bật, biết tên bay rất mau, không thể chụp được. Bèn cúi xuống, nằm mọp trên yên ngựa, mũi tên bay sượt qua đỉnh đầu. Lúc ấy, y lập tức giục ngựa phóng về phía trước, ưỡn người ngồi thẳng lên. Nào ngờ Bác Nhĩ Trượt có một tuyệt kỹ bắn tên liên châu, giúp giúp hai mũi lại liên tiếp từ hai bên bắn tới. Triết Biệt không ngờ đối phương lợi hại như thế, nhào luôn xuống dưới bụng ngựa, chân phải móc vào bàn đạp, toàn thân gần như tiếp đất. Con ngựa đang phi nhanh mang y như bay là trên mặt đất. Y uốn lưng một cái, thân hình vừa chuyển qua một bên đã lấy mũi tên bắt được, lắp vào dây cung, buông dây phóng đi. Mũi tên bắn thẳng vào bụng Bác Nhĩ Trượt, kế lật người ngồi lại trên yên ngựa. Bác Nhĩ Trượt quát lớn: giỏi lắm. Rồi ngắm đúng vào mũi tên bay tới, bắn ra một phát. Hai đầu mũi tên chạm nhau, nhưng quán tính còn lớn, nên cùng bay chết ra ngoài, cắm xuống mặt cát.
Thiết Mộc Chân và quân sĩ đồng thanh reo hò khen ngợi. Bác Nhĩ Trực bật dây cung không phát tên, chờ Triết Biệt né qua bên phải. Đột nhiên bắn luôn một phát. Triết Biệt tay trái cầm cung gạt nhẹ, mũi tên ấy rơi xuống đất. Bác Nhĩ Trực bắn thêm 3 phát liên tiếp đều bị y gạt ra. Triết Biệt dông ngựa phi mâu, đột nhiên cúi xuống nhặt 3 mũi tên dưới đất lắp vào cung bắn trả. Bác Nhĩ Trực muốn khoe bản lĩnh, nhảy lên đứng trên lưng ngựa, chân trái đạp lên yên, chân phải đá tên bay ra, rồi từ trên cao ngắm xuống bắn trả lại 1 mũi. Triết Biệt dục ngựa tránh qua, bắn lại 1 phát. Rắc một tiếng, mũi tên của Bác Nhĩ Trực gãy làm 2 đoạn. Bác Nhĩ Trực nghĩ thầm: mình có tên, còn y không có tên, mà đến bây giờ vẫn mới ngang tài, thì làm sao trả thù cho đại hán được. Trong lòng nóng nảy, bắn tên liên châu giúp 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 không ngừng tay. Mọi người đều hoa cả mắt. Triết Biệt không kịp bắt tên, chỉ tránh đông né tây. Không ngờ tên bay như mưa, vừa nhiều vừa nhanh. Đột nhiên phụp một tiếng, vài cái đã bị trúng 1 mũi. Mọi người cùng cất tiếng reo hò ầm ĩ. Bác Nhĩ Trực cả mừng, đang định bắn thêm vài phát kết thúc tính mệnh của y, nhưng quờ tay vào túi tên một cái lại thấy trống không. Té ra mới rồi bắn 1 loạt tên liên châu, hết sạch cả túi tên mà Thiết Mộc Chân đưa rồi. Y ra trận trước nay mang theo rất nhiều tên, trên lưng 2 túi, trên ngựa 6 bao, tất cả là 8 túi tên. Lần này là vì sử dụng cung tên của đại hãn, trong lúc ác đấu lại bắn theo thói quen lúc bình thời, quên mất số tên có hạn, mới giật mình biết tên đã hết. Vội quay ngựa cúi người nhặt tên rơi dưới đất. Triết Biệt nhìn thấy rất rõ, giúp một tiếng, tiếng gió rít chưa tắt thì mũi tên đã trúng hậu tâm Bác Nhĩ Trực. Mọi người đứng xem bật tiếng la quảng, nhưng nói ra rất kỳ quái. Mũi tên ấy tuy kình lực rất mạnh, trúng vào lưng Bác Nhĩ Trực đau rần, nhưng không cấm vào mà rơi xuống đất. Bác Nhĩ Trực thuận tay nhặt mũi tên lên, thì đầu tên đã bị Triết Biệt bẻ gãy. Té ra là thủ hạ Lưu Tình. Y nhảy lên lưng ngựa nói: ta báo thù cho đại hán, không nhận ân nghĩa của người. Triết Biệt nói: Triết Biệt trước này không thiếu kẻ thù, mũi tên vừa rồi là 1 mạng đổi 1 mạng. Thiết Mộc Chân thấy Bác Nhĩ Trực trúng tên vào lưng, trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng nhìn ra lại thấy y rõ ràng vẫn chưa chết, bất giác mừng rỡ như điên. Lúc ấy nếu bảo y đem hàng ngàn hàng vạn bò dê ngựa trong bộ tộc ra đổi lấy sinh mạng của Bác Nhĩ Trực, y cũng không hề do dự. Nghe Triết Biệt nói thế, vội nói: được, hai người không cần tỷ thí nữa, 1 mạng của y đổi 1 mạng của người. Triết Biệt nói: không phải đổi mạng ta. Thiết Mộc Chân nói: cái gì? Triết Biệt chỉ Quách Tĩnh đang đứng trước cửa gian lều tranh, nói: đổi lấy tính mạng của nó. Xin đại hãn đừng làm khó đứa nhỏ này. Còn như ta. Y nhướng mày nói: ta bắn đại hãn bị thương, kệ cũng đáng tội. Bác Nhĩ Trực, người bắn đi. Vừa giơ tay giật mũi tên trên vai ra, máu ròng ròng lắp vào dây cung. Lúc ấy bộ thuộc của Bác Nhĩ Trực đã đưa tới 6 bao tên. Bác Nhĩ Trực nói: được, chúng ta tiếp tục tỉ thí. Giúp 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 giúp, 1 loạt tên liên châu bắn mau ra, mũi trước mũi sau tựa hồ dính vào nhau, vạch thành 1 đường tên trên không. Triết Biệt thấy thế tên quá mau, bèn uốn người lật xuống núp dưới bụng ngựa, móc chân vào bàn đạp ngắm thật chính xác, bắn vào bụng Bác Nhĩ Trực. Con ngựa mỏm trắng thấy tên bay quá nhanh, không chờ chủ nhân giật cương, lách mau qua bên trái. Nào ngờ mũi tên ấy của Triết Biệt mau lẹ phi thường, không phải như những mũi khác, phụt một tiếng bắn trúng đầu con ngựa quý. Con ngựa lập tức ngã vật xuống. Bác Nhĩ Trực nằm lăn dưới đất, sợ bị truy kích, xoay người bắn 1 mũi gãy đôi cánh cung trong tay Triết Biệt. Triết Biệt mất võ khí, càng không thể phản kích, ngấm ngầm kêu khổ, chỉ còn cách thúc ngựa chạy quanh co để tránh tên.
quân sĩ Mông Cổ đồng thanh reo hò trợ oai cho Bác Nhĩ Trực. Bác Nhĩ Trực nghĩ thầm: người này quá thật là một hảo hán. Bất giác nảy lòng anh hùng tiếc anh hùng, không muốn giết y, bèn dương cung lắp tên nhắm thật chuẩn vào hậu tâm y, kéo căng dây cung bắn ra một mũi. Đây quả là thần tiễn của tướng quân, không hề bắn sai. Mũi tên ấy trúng vào gáy của Triết Biệt. Triết Biệt thân hình lão đảo, rơi luôn xuống ngựa. Mũi tên ấy rơi cạnh xuống người y. Té ra, đầu mũi tên cũng bị bẻ gãy. Bác Nhĩ Trượt lại đặt một mũi tên khác lên dây cung, nhắm thẳng vào Triết Biệt. Quay đầu nhìn Thiết Mộc Chân nói: đại hãn, xin người ra ơn tha cho y. Thiết Mộc Chân xem tới lúc ấy đã có lòng tiếc tài Triết Biệt, liền kêu lên: ngươi còn chưa đầu hàng sao? Triết Biệt nhìn thần thái oai phong lẫm liệt của Thiết Mộc Chân, bất giác nảy lòng kính phục, chạy tới quỳ xuống đất. Thiết Mộc Chân hô hô cười lớn, nói: giỏi lắm, giỏi lắm. Từ nay trở đi, ngươi theo ta thôi. Người Mông Cổ biểu lộ tâm tình phần nhiều là dùng lời ca tiếng hát. Triết Biệt lại rạp xuống đất, cao giọng hát: đại hãn tha mạng cho ta, từ nay lội qua nước sôi, dẫm lên lửa bỏng, ta cũng cam lòng. Chặt đứt sông dài, đập tan núi lớn, theo giúp đại hãn đánh dẹp giặc ngoài, cố kết nhân tâm. Bảo ta tới đâu, ta sẽ tới đó. Xin vì đại hãn xông thành phá trận, rủi rong ngàn dặm, sớm tối không sờn. Thiết Mộc Chân cả mừng, lấy ra hai khối vàng lớn, thưởng cho Bác Nhĩ Trực một khối, Triết Biệt một khối. Triết Biệt tạ ơn, nói: đại hãn, tôi cho đứa nhỏ kia số vàng này được không? Thiết Mộc Chân cười nói: đó là của người, người muốn cho ai thì cho. Triết Biệt đưa khối vàng cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vẫn lắc đầu không nhận, nói: mẹ nói phải giúp đỡ khách, không được lấy gì của khách. Thiết Mộc Chân lúc đầu thấy Quách Tĩnh bất khuất chống cự ngột xích, đã ưa thích phong thái của đứa nhỏ này. Đến khi nghe mấy câu ấy lại càng vui vẻ, nói với Triết Biệt: lúc người về thì đưa luôn đứa nhỏ này tới chỗ ta. Rồi xuất lãnh đội ngũ theo đường cũ quay về. Mấy tên quân sĩ tùy tùng khiêng xác con ngựa quý mỏm trắng, dắt lên lưng hai con ngựa, chở đi sau cùng. Triết Biệt lúc sắp chết lại được sống, lại tìm được Minh Chúa, vô cùng vui vẻ, nằm dài ra nghỉ ngơi, chờ Lý Bình từ chợ trở về, kể lại mọi chuyện. Lý Bình thấy trán con có vết roi rướm máu, vô cùng đau lòng. Nhưng khi nghe Triết Biệt nói con mình cương cường nghĩa hiệp, liền nói: con ngoan lắm, làm người phải như thế. Nghĩ nếu con mình suốt đời chăn dê trên đồng cỏ thì làm sao trả thù cho cha, chẳng bằng tới quân đội rèn luyện thêm, tìm cơ hội tiến thân. Lúc ấy hai mẹ con liền theo Triết Biệt về quân doanh của Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân sai Triết Biệt giữ một chức thập phu trưởng dưới trướng con thứ ba là Oa Khoác Đài. Triết Biệt yết kiến Tam Dương Tử xong lại tới bái tạ Bác Nhĩ Trực. Hai người rất kính phục nhau, kết thành bạn thân. Triết Biệt nhớ ơn Quách Tĩnh, đối xử với hai mẹ con họ rất chu đáo, đã định khi nào Quách Tĩnh hơi lớn sẽ đem hết võ công tiễn pháp của mình truyền thụ cho. Hôm ấy Quách Tĩnh đang đánh đáo với mấy đứa trẻ Mông Cổ, chợt thấy từ xa có hai kỵ binh Mông Cổ phóng ngựa phi mau tới, rõ ràng là có tin gấp bẩm báo với đại hãn. Hai người bước vào trướng của Thiếu Mộc Chân. Không bao lâu đã có tiếng tù già rút gian, binh sĩ các nơi phóng ngựa rầm rập đổ về. Thiết Mộc Chân huấn luyện quân sĩ, kỷ luật nghiêm khắc, quân pháp như sơn. 10 người lính Mông Cổ phiên chế thành một tiểu đội do một viên thập phu trưởng xuất lãnh, 10 thập phu do một bách phu trưởng xuất lãnh, 10 bách phu do một viên thiên phu trưởng xuất lãnh, 10 thiên phu do một viên dạng phu trưởng xuất lãnh. Thiết Mộc Chân ban ra một mệnh lệnh thì mấy vạn người tâm ý điều khiển cánh tay, cánh tay điều khiển ngón tay, chỉ như một người. Quách Tĩnh và đám trẻ con đứng xem nghe tù già rút hết hồi thứ nhất. Quân sĩ các doanh đều đã cầm binh khí lên ngựa,
Lúc Tù Già rút hồi thứ hai, bốn phía đã vang lên tiếng gió ngựa, người đông như kiến. Lúc Tù Già rút hết hồi thứ ba, thì cánh đồng cỏ lớn trước Viên Môn đã dày đặc một đám năm vạn người ngựa sắp hàng chỉnh tề. Ngoài tiếng ngựa thở khình khịch, không hề có tiếng thì thào trò chuyện. Thiết Mộc Chân có ba con xúm quanh bước ra cửa Viên Môn, cao giọng nói lớn: "Chúng ta đã đánh bại rất nhiều kẻ địch, nước Đại Kim cũng biết. Bây giờ quốc vương Đại Kim sai Tam Dương Tử và Lục Dương Tử tới đây phong quan chức cho đại hãn của các người." Quân Mông Cổ dung đao đi ngựa lên, đồng thanh reo hò. Lúc ấy, người Kim cai trị phía bắc Trung Quốc, binh lực hùng cường, oai thế vang tới tận miền xa. Người Mông Cổ chỉ là một bộ lạc nhỏ trên vùng thảo nguyên sa mạc, nên Thiết Mộc Chân coi việc được Đại Kim phong quan chức là điều rất vinh dự. Thiết Mộc Chân ra lệnh, Đại Dương Tử Trượt Xích dẫn đầu một vạn người ngựa đi trước đón tiếp. Bốn vạn người ngựa còn lại dàn ra trên thảo nguyên. Lúc bấy giờ, vua Chương Tông Hoàng Nhan Cảnh đang trị vì nước Kim. Biết rõ các bộ lạc Dương Hãn, Thiết Mộc Chân ở sa mạc phía bắc rất cường thịnh, sợ sẽ trở thành mối lo ở phía bắc, bèn phái Tam Dương Tử Vinh Vương Hoàng Nhan Hồng Hy, Lục Dương Tử Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt tới phong cho quan chức. Một là để ràng buộc, hai là để thăm dò hư thực của các bộ lạc này, hoặc dùng sức mạnh trấn áp, hoặc dùng mưu kế mua chuộc, tùy cơ hành sự. Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt là người từng đi sứ tới Lâm An, bị Khưu Sử Cơ đánh bị thương ở thôn Ngu Gia, gặp Giang Nam Thất Quái ở Gia Hưng. Quách Tĩnh và đám trẻ con đứng xa xem nhiệt náo. Qua một hồi lâu, chợt thấy phía xa bụi bay mù mịt. Ngột Xích đã đưa Hoàng Nhan Hồng Hy, Hoàng Nhan Hồng Liệt về tới. Anh em Hoàng Nhan dẫn một dạng tinh binh, người nào cũng áo gấm, giáp sắt, đội bên trái cầm trường mâu, đội bên phải cầm lan nha bổng, cưỡi ngựa lớn chân cao, tiếng giáp khua lanh canh, vang xa suốt một dặm. Đến khi tới gần, càng thấy rõ áo gấm rực rỡ, giáp trụ sáng choang, đao thương chớp ánh mặt trời, quân dung cực kỳ hùng tráng. Anh em Hoàng Nhan Hồng Hy sóng ngựa cùng đi, Thiết Mộc Chân và các con cùng chư tướng đón tiếp bên đường. Hoàng Nhan Hồng Hy nhìn thấy khá nhiều trẻ con Mông Cổ đứng xa xa, bèn nhướng cặp mắt hí, nhìn chằm chằm, rồi hô hô cười lớn, đưa tay vào bọc, móc ra một nắm vàng bạc dụng, ném mạnh vào đám trẻ, cười nói: "Thưởng cho các người đó." Y ném vàng bạc ra xa, nghĩ ra bọn trẻ con nhất định sẽ reo hò tranh nhau nhặt lấy, lúc ấy sẽ tỏ rõ được khí phái hào hoa của mình, lại có thể là một trò cười nữa. Nhưng điều người Mông Cổ coi trọng nhất là lễ phép giữa chủ khách với nhau. Cử chỉ ấy của y dĩ nhiên là 10 phần khinh bạc, cũng rất bất kính. Quan tướng binh sĩ người Mông Cổ đều ngạc nhiên nhìn đám trẻ con kia, đều là con em quân sĩ Mông Cổ, tuy còn nhỏ nhưng đứa nào cũng tự tôn, không buồn ngó tới số vàng bạc ném dưới đất. Hoàng Nhan Hồng Hy vô cùng cục hứng, lại ném mạnh ra một nắm tiền vàng nữa, kêu lên: "Giành nhau đi chứ, con mẹ chúng mày." Người Mông Cổ nghe thấy, ai cũng tức giận biến sắc. Lúc ấy người Mông Cổ còn chưa có chữ viết, phong tục chất phác, nhưng rất trọng tín nghĩa lễ tiết, nhất là rất trọng khách. Người Mông Cổ trước nay không nói những lời nhơ bẩn, cho dù đối với bọn giặc cướp thâm thù, hoặc lúc vui vẻ đùa giỡn, cũng không chửi mắng. Khách bước vào lều Mông Cổ thì bất luận là quen hay không, nhất định cũng được chủ nhân khoản đãi. Nhưng khách cũng quyết không được có chút nào tỏ ra khinh mạn chủ nhân. Nếu không giữ lễ chủ khách là tội lỗi không gì lớn bằng. Hoàng Nhan Hồng Hy nói tiếng nữ chân, tướng sĩ Mông Cổ không rõ ý tứ, nhưng theo thần thái cử chỉ của y, ai cũng biết là mắng chửi bọn trẻ con. Quách Tĩnh lúc bình thời thường nghe mẹ kể chuyện người Kim tàn ngược, gian dâm cướp bóc, tàn hại bách tính Trung Quốc ra sao, câu kết với Hán Giang hại chết danh tướng Nhạc Phi của Trung Quốc ra sao. Tấm lòng ngây thơ đã sớm thù hận người Kim. Lúc ấy thấy gã dân tử nước Kim kia vô lễ như thế,
bèn nhặt mấy đồng tiền vàng dưới đất, chạy tới gần, ném mạnh vào mặt Hoàng Nhan Hồng Hy, kêu lên: "Ai thèm tiền của ngươi?" Hoàng Nhan Hồng Hy nghiêng đầu tránh, nhưng rốt lại vẫn bị trúng một cái vào trán. Tuy Quách Tĩnh nhỏ yếu, không đau đớn gì, nhưng rốt lại cũng mất mặt trước mấy vạn con người. Người Mông Cổ từ Thiết Mộc Chân trở xuống, ai cũng thầm thích thú. Hoàng Nhan Hồng Hy cả giận quát lớn: "Thằng tiểu tử, ngươi muốn chết à?" Y lúc ở Trung Quốc hơi có chuyện không vừa ý là nhấc tay giết người, đâu có ai dám khinh thường nhục mạ y thế này. Lúc ấy lửa giận bốc lên, giật lấy một ngọn trường mâu trong tay thị vệ bên cạnh, dùng sức phóng vào giữa ngực Quách Tĩnh. Hoàng Nhan Hồng Liệt biết không hay, vội kêu: "Tam ca, dừng tay!" Nhưng ngọn trường mâu kia đã bay ra, mắt thấy Quách Tĩnh nhất định phải chết dưới mâu. Đột nhiên, trong đội quân Mông Cổ bên trái có một mũi tên bắn ra, mau như sao băng, keng một tiếng bắn trúng đầu ngọn mâu. Mũi tên ấy kình lực rất mạnh, tuy tên nhẹ mâu nặng nhưng cũng hất mũi mâu qua một bên, tên và mâu cùng rơi xuống đất. Quách Tĩnh vội vàng bỏ chạy, quân Mông Cổ đồng thanh hò reo cổ vũ, thanh âm vang dội cả thảo nguyên. Người bắn mũi tên ấy chính là Triết Biệt. Hoàng Nhan Hồng Liệt hạ giọng nói: "Tam ca, kệ nó." Hoàng Nhan Hồng Hy thấy thành thế quân Mông Cổ cũng thầm sợ sệt, hung dữ trừng mắt nhìn Quách Tĩnh một cái, lại hạ giọng chửi một câu: "Đồ con quan." Lúc ấy Thiếu Mộc Chân và các con bước lên tiếp đón, đưa hai dương tử nước kim vào trướng, đem rượu, sữa ngựa, thịt dê ngựa bò lên khoản đãi. Đôi bên đều có thân dịch để phiên dịch tiếng Nữ Chân và tiếng Mông Cổ. Hoàng Nhan Hồng Hy tuyên đọc sắc lệnh của Du Kim, sắc phong Thiết Mộc Chân làm Bắc Cương Chiêu Thảo Sứ của nước Kim, con cháu nối đời tập tước, vĩnh viễn làm phiên thần ở phía bắc nước Kim. Thiết Mộc Chân quỳ xuống tạ ơn, nhận lãnh sắc thư và vàng lụa của Du Kim. Đêm ấy, người Mông Cổ mở tiệc lớn khoản đãi sứ thần thượng quốc. Đến lúc ngà ngà say, Hoàng Nhan Hồng Liệt nói: "Ngày mai anh em tôi phải đi sắc phong cho Dương Hãn, mời Chiêu Thảo Sứ cùng đi." Thiết Mộc Chân nghe thế cả mừng, luôn miệng đáp ứng. Dương Hãn là người đứng đầu các bộ lạc trên thảo nguyên, quân đông tiền nhiều, đối xử với người khác rộng rãi, rất được tù trưởng quý nhân các bộ tộc yêu thích. Dương Hãn trước kia từng kết nghĩa anh em với cha của Thiết Mộc Chân. Về sau, cha Thiết Mộc Chân bị kẻ thù hạ độc giết chết. Thiết Mộc Chân lưu lạc không nơi nương tựa, đành nhận Dương Hãn làm nghĩa phụ, theo về với y. Thiết Mộc Chân lấy vợ không bao lâu, vợ lại bị người Miệt Nhĩ Ất bắt đi. Toàn nhờ Dương Hãn và nghĩa đệ Trác Mộc Hợp của Thiết Mộc Chân cùng ra quân đánh bại người Miệt Nhĩ Ất mới đưa được vợ y. Vì vậy, Thiết Mộc Chân nghe nói nghĩa phụ là Dương Hãn cũng được sắc phong, vô cùng cao hứng, hỏi: "Nước Kim còn sắc phong cho ai nữa?" Hoàng Nhan Hồng Hy nói: "Hết rồi." Hoàng Nhan Hồng Liệt thêm một câu: "Phương Bắc chỉ có Đại Hãn và Dương Hãn, hai vị là chân anh hùng, chân hào kiệt, còn người khác thì không đáng nói tới." Thiết Mộc Chân nói: "Ở chỗ chúng tôi còn có một người, có lẽ hai vị Dương gia chưa nghe nói tới." Hoàng Nhan Hồng Liệt hỏi: "Ai vậy? Ai vậy?" Thiết Mộc Chân nói: "Chính là nghĩa đệ của tiểu tướng tên Trác Mộc Hợp. Y là người nhân nghĩa, giỏi dùng binh. Tiểu tướng xin Tam Dương gia, Lục Dương gia cũng phong cho y một chức quan." Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp là bạn bè với nhau từ thuở còn để chỏm. Lúc hai người kết nghĩa anh em, Thiết Mộc Chân chỉ mới 11 tuổi. Người Mông Cổ gọi anh em kết nghĩa là kết an đáp. An đáp tức nghĩa huynh, nghĩa đệ. Tục người Mông Cổ thì lúc kết an đáp phải tặng quà cho nhau. Lúc ấy Trác Mộc Hợp tặng Thiết Mộc Chân một viên đạn đá, Thiết Mộc Chân tặng Trác Mộc Hợp một viên đạn đồng. Đạn là vật người Mông Cổ dùng để ném thỏ, trẻ con thường dùng để ném chơi.
hai người kết nghĩa rồi thì ra sông cán nạn, đóng băng, ném đạn, nô đùa. Mùa xuân năm sau, hai người dùng cung gỗ nhỏ bắn tên. Trác Mục Hợp tặng Thiết Mộc Chân một mũi tên hiệu mà y dùng hai sừng bò nhỏ khoét lỗ chế thành. Thiết Mộc Chân tặng lại một mũi tên bằng gỗ bách, lại kết bái lần nữa. Khi hai người đã lớn đều trú ngụ trong bộ tộc của Dương Hãn, vô cùng thân thiết, hàng ngày đua nhau dậy sớm. Ai dậy sớm thì dùng chiếc chén ngọc xanh của Dương Hãn uống sữa ngựa. Về sau, vợ Thiết Mộc Chân bị bắt, Dương Hãn cùng Trác Mục Hợp mang quân giúp y cứu về. Thiết Mộc Chân và Trác Mục Hợp tặng vàng ngựa cho nhau, kết bái lần thứ ba. Hai người hàng ngày uống rượu chung một chén, tối đến thường đắp chung một chăn. Về sau, vì phải tìm nơi có cỏ và nước, bèn xuất lãnh người và súc vật chia tay nhau. Thiết Mộc Chân quay danh ngày càng lớn, các bộ tộc dưới quyền Trác Mộc Hợp cũng không ngừng tăng lên. Hai người tình nghĩa thủy chung vẫn không giảm, còn hơn anh em ruột. Lúc ấy, Thiết Mộc Chân nghĩ mình được vinh phong mà nghĩa đệ chưa được, nên mới xin phong chức cho y. Hoàng Nhan Hồng Hy đã ngà ngà say, thuận miệng nói: Mông Cổ đâu có bao nhiêu người, nếu ai cũng được phong chức thì nước Đại Kim ta có thêm bao nhiêu viên quan nữa. Hoàng Nhan Hồng Liệt liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho y, nhưng Hoàng Nhan Hồng Hy không buồn đếm xỉa tới. Thiếu Mộc Chân nghe thấy không vui, nói: Nếu vậy, đem chức quan của tiểu tướng phong cho y cũng không sao. Hoàng Nhan Hồng Hy vỗ đùi một cái, cao giọng nói: Người coi thường chức quan của Đại Kim mà. Thiếu Mộc Chân trợn mắt nhìn lại, đã toàn đập bàn đứng dậy, nhưng cố nén giận không nói, nhấc chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hoàng Nhan Hồng Liệt vội nói đùa mấy câu khuyên can đôi bạn. Sáng sớm hôm sau, Thiếu Mộc Chân dắt bốn con, đem 5.000 người ngựa đưa Hoàng Nhan Hồng Hy, Hoàng Nhan Hồng Liệt tới sắc phong cho Dương Hãn. Lúc ấy mặt trời vừa mọc lên chỗ thảo nguyên giáp chân trời. Thiếu Mộc Chân lên ngựa, 5.000 người ngựa đã sắp hàng chỉnh tề trên thảo nguyên. Quân tướng nước Kim thì vẫn ngủ mê mệt trong trướng chưa tỉnh. Thiếu Mộc Chân lúc đầu thấy quân Kim người mạnh, ngựa khỏe, binh khí sắc bén, rất có ý kính sợ. Đến lúc ấy thấy họ ham mê hưởng lạc, khịt mũi hừ một tiếng, nhìn qua Mộc Qua Lê hỏi: Người thấy quân Kim thế nào? Mộc Qua Lê nói: 1.000 quân Mông Cổ chúng ta có thể đánh tan 5.000 người của họ. Thiết Mộc Chân cười nói: Ta cũng nghĩ thế, chỉ là nghe nói nước Đại Kim có hơn 100.000 quân mà chúng ta chỉ có 50.000. Mộc Qua Lê nói: 100.000 quân không thể ra trận hết được, chúng ta chia nhau tới đánh, hôm nay tiêu diệt 10.000, ngày mai lại tiêu diệt 10.000. Thiếu Mộc Chân vỗ vỗ vai y cười nói: Nói tới việc dùng binh thì lời người rất hợp ý ta. Một người nặng hơn 100 cân có thể ăn hết 10 con bò béo 1.000 cân, chẳng qua không phải ăn trong một ngày thôi. Hai người cùng bật tiếng cười ha hả. Thiếu Mộc Chân cầm cương ngựa đi thong thả, chợt thấy trên ngựa của con thứ tư là Đà Lôi không có người cưỡi, tức giận hỏi: Đà Lôi đâu? Lúc ấy Đà Lôi mới 9 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng Thiếu Mộc Chân bất kể là dạy con hay luyện binh đều rất nghiêm khắc, người vi phạm quy định quyết không tha thứ. Y cao giọng hỏi: Quần tướng người nào cũng nơm nớp lo sợ. Đại tướng Bác Nhĩ Hốt là sư phụ của Đà Lôi, thấy đại hãn trách móc thầm hoảng sợ nói: Thằng nhỏ này trước nay không dám dậy trễ, để tôi đi tìm. Vừa định quay ngựa đi tìm, chợt thấy hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy tới. Một đứa trên đầu đội khăn gấm, chính là con út của Thiết Mộc Chân, là Đà Lôi. Đứa kia là Quách Tĩnh. Đà Lôi chạy tới trước mặt Thiết Mộc Chân kêu một tiếng,
Dạ dạ. Thiếu Một Chân cao giọng nói: Bây giờ người mới tới à? Đà Lôi nói: Con vừa cùng Quách huynh kết an đáp ở bờ sông, y tặng con cái này. Nói xong xòe vật cầm trong tay ra, là một cái khăn lau mồ hôi màu hồng thêu qua, vốn là của Lý Bình thêu cho con trai. Thiếu Một Chân nghĩ tới việc mình kết nghĩa với Trác Mộc Hợp lúc nhỏ, trong lòng cảm thấy thương mến, trên mặt lập tức hiện vẻ từ hòa. Lại thấy hai đứa nhỏ trước ngựa dáng vẻ ngây ngơ, liền dịu giọng nói: Thế người tặng y cái gì? Quách Tĩnh chỉ lên cổ mình nói: Cái này. Thiếu Một Chân thấy là cái vòng vàng mà con út mình ngày thường vẫn đeo ở cổ, cười khẽ một tiếng nói: Hai người các người từ nay trở đi phải tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Đà Lôi và Quách Tĩnh cùng gật đầu vâng dạ. Thiếu Một Chân nói: Lên ngựa cả đi, thằng nhỏ Quách Tĩnh cũng đi luôn với bọn ta. Đà Lôi và Quách Tĩnh vô cùng vui vẻ, đều cùng lên ngựa. Lại chờ thêm hơn nửa giờ, anh em Hoàng Nhan Hồng Hy mới chải đầu xong bước ra khỏi trướng. Hồng Nhan Hồng Liệt thấy quân Mông Cổ đã xếp hàng chờ từ lâu, vội ra lệnh tập hợp quân sĩ. Hoàng Nhan Hồng Hy thì làm ra vẻ dương tử thượng quốc, rót vài chén rượu uống, ăn điểm tâm xong mới thong thả lên ngựa. Lại mất thêm nửa giờ nữa mới tập hợp xong một vạn người ngựa. Đoàn người đi lên phía bắc được 6 ngày, Dương Hãn phái con là Tang Côn và nghĩa tử là Trác Mộc Hợp tới nghênh đón. Thiếu Một Chân nghe báo Trác Mộc Hợp tới, vội ra đón. Hai người xuống ngựa ôm chầm lấy nhau. Các con của Thiếu Một Chân cũng đều bước lên bái kiến thúc phụ. Hoàng Nhan Hồng Liệt nhìn Trác Mộc Hợp, thấy y vóc dáng cao gầy, trên mép có một hàng ria thưa màu vàng, hai mắt lóng lánh có thần, hiện rõ vẻ tinh khôn mạnh mẽ. Tang Côn thì béo phì trắng trẻo, hẳn là lúc bình thời chỉ lo ăn uống chơi bời, không giống người lớn lên trên sa mạc. Lại thấy dáng vẻ y ngạo mạn, không đếm xỉa gì tới Thiết Một Chân, khác hẳn Trác Mộc Hợp rất thân. Lại đi thêm một ngày, còn cách chỗ Dương Hãn không xa, chợt hai tên quân tiền tiêu của Thiết Một Chân phi mau về báo: Phía trước có bộ lạc nải mang chặn đường, khoảng 3 vạn người. Hoàng Nhan Hồng Hy nghe dịch lại giật mình hoảng sợ, vội nói: Họ định làm gì? Quân tiền tiêu nói: Có vẻ như muốn đánh nhau với chúng ta. Hoàng Nhan Hồng Hy nói: Họ đúng là có 3 vạn người à, chẳng phải là nhiều hơn chúng ta gấp. Thiết Một Chân không chờ y nói hết câu, nói với Mộc Hoa Lê: Người đi hỏi xem. Mộc Hoa Lê mang theo 10 tinh thân binh phóng ngựa đi, còn đại đội quân mã dừng lại. Qua một lúc, Mộc Hoa Lê trở về bẩm báo: Người nãy mang nghe nói Dương Tử nước Đại Kim tới phong quan chức cho Đại Hãn, cũng muốn được phong. Họ nói nếu không phong thì sẽ bắt 2 vị Dương Tử giam lại, đợi lúc nào về nước Đại Kim phong quan chức cho họ mới thả về. Bọn người nãy mang kia còn nói quan chức của họ phải lớn hơn của Đại Hãn Thiết Một Chân. Hoàng Nhan Hồng Hy nghe xong biến sắc nói: Quan chức lại có chuyện bắt phong mà, như thế không phải là muốn làm phản sao? Tính thế nào đây? Hoàng Nhan Hồng Liệt lập tức ra lệnh cho quân tướng nước Kim bày thành trận thế để đề phòng bất trắc. Trác Mộc Hợp nhìn Thiết Một Chân nói: Ca ca, người nãy mang thường vẫn cướp súc vật của chúng ta, làm khó chúng ta, hôm nay lại bỏ qua cho họ à? Không biết 2 vị Dương Tử nước Đại Kim có ra lệnh gì không? Thiết Một Chân nhìn địa hình 4 phía, trong lòng đã có chủ ý, bèn nói: Hôm nay phải cho 2 vị Dương Tử của nước Đại Kim được thấy một chút thủ đoạn của anh em ta chứ. Rồi hít một hơi dài quát lớn, giơ cao roi ngựa đánh trên không 2 cái vút vút 2 tiếng. 5.000 quân Mông Cổ đột nhiên đồng thanh quát lớn: Ha ha ha! Anh em Hoàng Nhan bất ngờ, bất giác hoảng sợ, nhảy dựng lên. Chỉ thấy phía trước bụi bay mù mịt, quân địch dần dần tới gần. Đội tiền tiêu của quân Mông Cổ đã lui về bản trận.
Quan Nhãn Hồng Hy nói: Lục đệ, mau sai bọn nhỏ của chúng ta xông lên đi, chứ đám quân Mông Cổ này vô dụng thôi. Quan Nhãn Hồng Liệt hạ giọng nói: Cứ để họ đánh trận đầu. Quan Nhãn Hồng Hy lập tức tỉnh ngộ, gật đầu đáp. Quân Mông Cổ đồng thanh quát lớn, nhưng không di động. Hồng Nhan Hồng Hy nhướng mày nói: Đám quân Mông Cổ này kêu như bò rống ngựa hí, không biết để làm gì. Cho dù có kêu vang trời dội đất thì chẳng lẽ quân địch lại rút lui sao? Bác Nhĩ Hốt xuất lãnh cánh quân bên trái nói với Đà Lôi: Người đi theo ta, không được rơi lại phía sau, xem ta giết giặc. Đà Lôi và Quách Tĩnh theo quân sĩ cũng rướn cổ quát lớn. Trong khoảnh khắc, trong đám bụi bốc lên, quân địch đã xông tới còn cách vài trăm bước. Quân Mông Cổ vẫn chỉ quát lớn. Lúc ấy Hồng Nhan Hồng Liệt cũng cảm thấy kỳ lạ, thấy quân nãy mang ao ao xông tới, chỉ sợ phá vỡ hàng trận, bèn quát: Bắn tên! Mấy loạt tên của quân Kim bắn ra, nhưng khoảng cách còn xa, chưa tới hàng đầu tiên của quân địch đã rơi lả tả xuống đất. Quan Nhan Hồng Hy đã dần dần nhìn thấy rõ quân địch, người nào cũng tướng mạo hung dữ, mím môi mím lợi, thúc ngựa xông tới. Hoảng sợ, tim đập thình thịch, quay nhìn Quan Nhan Hồng Liệt nói: Chẳng bằng cứ theo ý họ, phong bừa cho một chức quan là xong. Muốn chức lớn thì phong cho chức lớn, không mất đồng nào đâu. Thiết Một Chân đột nhiên rung roi, lại đánh dứt dứt trên không mấy tiếng. Quân Mông Cổ lập tức im bặt, chia thành hai cánh. Thiết Một Chân và Trác Một Hợp mỗi người chỉ huy một cánh, phóng như bay lên chiếm hai cụ đất cao. Hai người nằm rạp trên yên phi ngựa, lớn tiếng ra lệnh. Quân Mông Cổ từng đội chia nhau tản ra, trong chớp mắt đã chiếm hết các khu đất cao xung quanh. Từ trên đánh xuống, tên đã lắp vào cung, mũi tên đã ngắm sẵn vào quân địch nhưng chưa bắn ra. Chủ tướng quân Nải Mang thấy tình hình bất lợi, bèn kéo quân mã đánh lên khu đất cao. Quân Mông Cổ dựng lá chắn mềm lên, là mấy lớp nệm lông dê chế thành dùng để đỡ tên. Quân cung tiễn núp sau lá chắn phát tên. Quân Mông Cổ ở các khu đất cao bên cạnh cũng bắn qua chi viện, đánh vào hai cánh tả hữu của quân địch. Quân Nải Mang phi ngược khắp nơi, nhất thời lập tức tan vỡ. Thiếu Một Chân đứng trên khu đất cao bên trái quan sát chiến trường, thấy quân địch đã rối loạn, liền quát lớn: Giả Lạc Mễ, tấn công vào hậu đội của chúng! Giả Lạc Mễ tay cầm đại đao, dẫn 1000 quân từ trên cao đánh thẳng xuống, cắt đứt đường rút lui của quân địch. Triết Biệt cầm trường mâu, dục ngựa xông lên trước. Y mới về theo Thiết Một Chân, quyết ý chém tướng lập công để báo đáp ơn đại hãn tha chết. Cúi người trên lưng ngựa xông thẳng vào trận quân địch. Hai viên dũng tướng xung đột một trận, hậu quân Nải Mang lập tức đại loạn, tiền quân cũng quân tâm dao động. Viên chủ tướng đang do dự chưa quyết, có một hợp và Tang Côn đã dẫn quân xông xuống. Quân Nải Mang hai bên đều bị tấn công, đánh nhau không bao lâu lập tức tan vỡ. Chủ tướng quay ngựa tháo chạy, quân sĩ cũng nhao nhao theo đường cũ chạy về. Giả Lạc Mễ kìm quân lại không đuổi theo, cho đại bộ phận quân địch chạy qua. Đợi khi còn khoảng hơn 2000 người mới quát lớn xông ra chắn ngang đường lui. Tàn quân Nải Mang rơi vào vòng dây, không còn đường chạy. Ai liều mạng ra sức chống cự đều bị giết chết. Số còn lại ném cung xuống ngựa, bỏ thương đầu hàng. Trận ấy giết hơn 1000 quân địch, bắt sống hơn 2000 người. Quân Mông Cổ chỉ bị thương vong hơn 100 người. Thiếu Một Chân hạ lệnh lột áo giáp của quân Nải Mang, chia hơn 2000 hàng binh cả người lẫn ngựa làm 4 phần, giao cho anh em Hoàng Nhan một phần, nghĩa phụ Dương Hãn một phần, nghĩa đệ Trác Một Hợp một phần, mình lấy một phần. Phàm những quân sĩ Mông Cổ chết trận thì mỗi nhà được cấp 5 con ngựa, 5 tên tù binh làm nô lệ. Quan Nhan Hồng Hy lúc ấy mới bình tĩnh lại, cao hứng hùng hổ không ngớt lời bình phẩm về trận đánh vừa rồi, cười nói: Lúc đấy
họ muốn đòi chức quan thì chúng ta phong cho họ một chức bại bắt đào mệnh chiêu thảo sứ là được. Nói xong, ôm bụng cười săn sặc. Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp lấy ít thắng nhiều, thắng trận này vô cùng vinh quang, bất giác trong lòng hoảng sợ nghĩ thầm: hiện nay các bộ tộc ở phương Bắc chém giết lẫn nhau nên biên giới phía Bắc của ta mới được bình yên vô sự. Nếu Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp thống lĩnh các bộ tộc ở Nam Bắc sa mạc thì từ nay trở đi nước Đại Kim sẽ không được yên ổn nữa rồi. Lại thấy một vạn quân Kim của mình thủy chung chưa đánh nhau, nhưng lúc ngăn chặn đội tiên phong của quân Nải Mang thì trận thế đã có vẻ rối loạn, quân sĩ đều có dáng sợ hãi. Có thể nói gươm giáo chưa chạm nhau nhưng thắng bại đã thấy rõ. Người Mông Cổ hùng mạnh như thế, quả thật là mối lo ở sa mạc. Đang suy nghĩ, chợt phía trước bụi bay mịt mù, lại có một đội quân mã kéo tới. Hoàng Nhan Hồng Hy cười nói: được, đánh cho chúng thêm trận nữa. Nào ngờ quân Tiền Tiêu Mông Cổ về báo: Dương Hãn đích thân tới đây đón tiếp hai vị dương tử của nước Đại Kim. Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp, Tang Côn, ba người vội vàng ra đón. Trong đám bụi, một đội quân mã ào ào kéo tới. Giữa mấy trăm thân binh hộ vệ, Dương Hãn phóng ngựa tới trước mặt, nhảy xuống ngựa, cầm tay Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp, rồi tới trước ngựa anh em Hoàng Nhan, quỳ xuống làm lễ. Chỉ thấy y thân thể to béo, râu tóc bạc trắng, mặc áo trường bào lông hắc điêu, thắt đai lưng vàng, thần thái rất oai nghiêm. Hồng Nhan Hồng Liệt vội xuống ngựa đáp lễ, còn Hoàng Nhan Hồng Hy thì lại chỉ ngồi trên lưng ngựa ôm quyền vái một cái. Dương Hãn nói: tiểu nhân nghe nói quần Nải Mang muốn vô lễ, chỉ sợ làm kinh động hai vị dương tử, vội mang quân tới. May mà nhờ quay phong của hai vị điện hạ, ba đứa con của tôi đã đánh lui được họ rồi. Kế đích thân mở đường, cung cung kính kính đưa anh em Hoàng Nhan Hồng Hy về trướng của y. Chỉ thấy trong trướng trải đầy da điêu, da chồn, đồ dùng quá lệ quý giá. Ngay đám thân binh vệ sĩ cũng ăn mặc đẹp đẽ hơn cả Thiết Mộc Chân. Còn cha con y thì không cần phải nói, trong vòng dài dặm quanh trướng tiếng tù già vang lên không ngớt, người reo ngựa hí, quang cảnh rất náo nhiệt. Anh em Hoàng Nhan từ lúc ra khỏi trường thành mới được thấy lần đầu. Phong tước xong, chiều hôm ấy Dương Hãn mở tiệc lớn khoản đãi anh em Hoàng Nhan. Một đám nữ nô dâng lời ca điệu hát trước mặt quý khách, rộn rã phi thường. So với lối khoản đãi thô hào của Thiết Mộc Chân thì cách xa trời vực. Hoàng Nhan Hồng Hy vô cùng cao hứng, vừa ý hai nữ hô, trong lòng chỉ nghĩ cách làm sao mở miệng đòi Dương Hãn. Rượu đã ngà ngà, Hoàng Nhan Hồng Liệt nói: lão anh hùng quay danh vang dội, chúng tôi ở Trung Đô cũng nghe thấy, chuyện đó không cần nói. Nhưng những người trẻ tuổi nổi tiếng anh hùng hảo hán trong quân Mông Cổ, tôi cũng muốn gặp mặt. Dương Hãn cười nói: mấy đứa con nuôi của tôi đây chính là những anh hùng hảo hán nổi tiếng nhất trong quân Mông Cổ. Con Dương Hãn là Tang Côn, ngồi cạnh nghe thấy rất không vừa ý, không ngừng từng chén lớn uống cạn. Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy y có vẻ tức giận, bèn nói: Lãnh Lang lại càng là nhân vật anh hùng, sao lão anh hùng không nói tới? Dương Hãn cười nói: lão Han chết rồi thì tự nhiên là y sẽ thống lĩnh bộ chúng, nhưng y làm sao bằng được hai vị nghĩa huynh chứ? Trác Mộc Hợp túc trí đa mưu, Thiết Mộc Chân dũng mãnh vô song, họ có thể tay không đánh khắp thiên hạ, các hảo hán người Mông Cổ ai mà không vâng lệnh họ? Hoàng Nhan Hồng Liệt nói: chẳng lẽ tướng sĩ của lão anh hùng lại không bằng bộ hạ của đại hãn Thiết Mộc Chân? Thiết Mộc Chân thấy lời lẽ của y có ý khích bác, bèn nhìn y một cái, trong lòng cảm thấy khó chịu. Dương Hãn vuốt râu không nói gì, uống một hớp rượu rồi thong thả nói: lần trước quân Nải Mạn cướp của ta mấy vạn súc vật, toàn nhờ Thiết Mộc Chân phái tư kiệt của y tới giúp,
mới cướp lại được. Quân tướng của y tuy không đông nhưng người nào cũng kiêu dũng. Trận đánh hôm nay hai vị điện hạ đã thấy rồi đó. Tang Côn mặt lộ vẻ giận dữ, dằn cái chén vàng xuống bàn một cái. Thiếu Một Chân vội nói: Còn có tài năng gì đâu, con mà có được ngày hôm nay là toàn nhờ nghĩa phụ giúp cho. Quan Nhãn Hồng Liệt nói: Còn Tứ Kiệt là những vị nào vậy, ta muốn gặp họ. Dương Hãn nói với Thiếu Một Chân: Người gọi họ vào trướng đi. Thiếu Một Chân khẽ vỗ tay một cái, bốn viên đại tướng từ ngoài bước vào. Người đi đầu tướng mạo văn nhã, sắc mặt trắng bệch, là Mộc Hoa Lê, giỏi dùng binh. Người thứ hai thân thể cao lớn, ánh mắt như chim ưng, là Bát Nhĩ Truật, bạn thân của Thiếu Một Chân. Người thứ ba thấp nhỏ khỏe mạnh, bước đi lanh lẹ, chính là Bát Nhĩ Hốt, sư phụ của Đà Lôi. Người thứ tư mặt đầy vết sẹo, sắc đỏ như máu, là Xích Lão Ôn, năm xưa cứu mạng Thiếu Một Chân. Bốn người này về sau trở thành bốn đại công thần khai quốc của Mông Cổ. Lúc bấy giờ Thiếu Một Chân gọi là Tứ. Quan Nhãn Hồng Liệt nhìn thấy, khen ngợi mỗi người vài câu, ban cho mỗi người một chén rượu lớn. Đợi họ uống xong, Quan Nhãn Hồng Liệt lại nói: Hôm nay trên trận có một vị tướng áo đen xung phong hãm trận, không ai chống được, là ai vậy? Thiếu Một Chân nói: Đó là một viên thập phu trưởng tiểu tướng mới thu nhận, mọi người đều gọi y là Triết Biệt. Quan Nhãn Hồng Liệt nói: Cũng gọi y vào uống một chén đi. Thiếu Một Chân bèn truyền lệnh ra ngoài. Triết Biệt vào trướng tạ ơn ban rượu, đang nâng chén định uống thì Tang Côn kêu lên: Một gã thập phu trưởng hèn mạt như ngươi lại dám uống rượu bằng chén vàng của ta. Triết Biệt vừa sợ vừa giận, dừng lại không uống, nhìn qua Thiếu Một Chân. Tập tục của người Mông Cổ thì cản trở người khác uống rượu là hạ nhục rất lớn, huống chi đây là chỗ bao nhiêu người nhìn thấy, bảo người ta làm sao nhịn được. Thiếu Một Chân nghĩ thầm: Nể mặt nghĩa phụ, mình cứ nhường Tang Côn một lần. Bèn nói với Triết Biệt: Mang qua đây cho ta uống. Rồi đón lấy cái chén vàng trong tay Triết Biệt, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Triết Biệt tức giận nhìn Tang Côn một cái, rồi sải chân bước ra ngoài. Tang Côn quát: Người quay lại đây. Triết Biệt không đếm xỉa gì tới, ngẩng đầu đi thẳng. Tang Côn gặp chuyện bực mình nói: Tuy nghĩa huynh Thiếu Một Chân có Tứ Kiệt, nhưng ta chỉ bỏ ra một vật cũng có thể một miếng nuốt sống Tứ Kiệt. Nói xong khà khà cười nhạt. Y gọi Thiếu Một Chân là nghĩa huynh vì Thiếu Một Chân nhận cha y là Dương Hãn làm nghĩa phụ, chứ y và Thiếu Một Chân thì chưa hề kết an đáp. Hoàng Nhan Hồng Hy nghe y nói thế, ngạc nhiên hỏi: Cái gì mà lợi hại thế? Thật đáng ngạc nhiên. Tang Côn nói: Chúng ta ra ngoài trướng xem. Dương Hãn nói: Đang uống rượu ngon miệng, người lại muốn giở trò gì vậy? Hoàng Nhan Hồng Hy thì chỉ muốn xem nhiệt náo, bèn nói: Uống rượu buồn quá, xem cái khác cũng hay. Nói xong đứng lên bước ra ngoài trướng, mọi người chỉ đành bước ra theo. Quân sĩ Mông Cổ ngoài trướng đã đốt mấy trăm đống lửa lớn, đang hội họp uống rượu. Thấy các đại hãn bước ra, chỉ nghe rầm rầm một tràng. Quân sĩ phía Tây đồng loạt đứng lên, đứng ngay ngắn chỉnh tề không động đậy. Đó chính là bộ thuộc của Thiết Mộc Chân. Bộ tướng sĩ tốt của Dương Hãn phía Đông cũng nhao nhao đứng lên, nhưng người trước kẻ sau, có người còn cúi đầu cười nói với nhau. Quan Nhãn Hồng Liệt nhìn thấy hết, nghĩ thầm: Bình tướng của Dương Hãn tuy nhiều nhưng kém xa của Thiết Mộc Chân. Dưới ánh lửa, Thiết Mộc Chân thấy mặt Triết Biệt đầy vẻ tức giận, bèn gọi: Mang rượu tới đây. Tùy tùng dâng lên một bầu rượu lớn. Thiết Mộc Chân đón lấy bầu rượu, lớn tiếng nói: Hôm nay chúng ta đánh quân Nải Màn đại bại, mọi người đều vất vả. Các tướng đồng thanh đáp: Là nhờ đại hãn Dương Hãn, đại hãn Thiết Mộc Chân, đại hãn Trác Mộc Hợp chỉ huy. Thiết Mộc Chân nói: Hôm nay ta thấy một người đặc biệt dũng cảm, xung đột trong hậu quân của quân địch, đánh ra đánh vào ba lần liên tiếp,
bắn chết mười mấy tên địch. Người đó là ai? Quân sĩ kêu lên: Thập phu trưởng Triết Biệt. Thiết Mộc Chân nói: Cái gì mà thập phu trưởng? Là bách phu trưởng. Mọi người đều ngạc nhiên. Cái đó lập tức hiểu ý, hò reo gian dậy: Triết Biệt là dũng sĩ, đâu chỉ đáng là bách phu trưởng. Thiết Mộc Chân nói với Giả Lạc Mễ: Đưa mũ trụ cho ta. Giả Lạc Mễ hai tay dâng lên, Thiết Mộc Chân đưa tay đón lấy giơ cao lên gọi: Đây là mũ trụ ta đội lúc giết giặc, bây giờ trao cho dũng sĩ làm chén rượu. Rồi mở nút bầu rượu trút vào mũ trụ, uống một hớp rồi đưa qua cho Triết Biệt. Triết Biệt vô cùng cảm kích, quỳ một chân xuống đón lấy, uống mấy hớp cạn sạch, hạ giọng nói: Dù cho là chén bảo thạch nạm vàng quý nhất thiên hạ cũng không bằng mũ trụ của đại hãn. Thiết Mộc Chân cười khẽ một tiếng, đón lấy mũ trụ đội lên đầu. Quan Nhãn Hồng Liệt nghĩ thầm: Thiết Mộc Chân quả là hào kiệt, lúc này mà y bảo Triết Biệt chết một vạn lần thì người kia cũng vui lòng. Các đại thần trong triều cứ nói là người mang ở phương Bắc đều là bọn không có đầu óc, quả là khinh người quá đáng. Quan Nhãn Hồng Hy chỉ nghĩ tới việc Tang Côn muốn nuốt sống Tứ Kiệt. Y ngồi xuống một cái ghế da hổ do tùy tùng đưa tới, hỏi Tang Côn: Người có cái gì lợi hại có thể một miếng nuốt sống Tứ Kiệt thế? Tang Côn cười khẽ một tiếng, hạ giọng nói: Mời điện hạ xem một trò vui. Cái gì mà Tứ Kiệt hoài chấn đại mạc, quá nữa đều không bằng hai con vật của tôi. Rồi lớn tiếng gọi: Tứ Kiệt của nghĩa huynh Thiết Mộc Chân đâu? Bọn Mộc Hoa Lê bốn người bước vào khom lưng làm lễ. Tang Côn quay đầu hạ giọng nói với người thân tín của mình vài câu, người ấy vâng dạ bước ra. Qua một lúc, chợt nghe một tràng tiếng mãnh thú gầm thét, phía sau trướng đưa lên hai con kim tiền báo lớn, toàn thân phủ lông gấm vàng rực. Trong bóng đêm chỉ thấy mắt báo ngời ngời như bốn đĩa đèn dầu xanh biếc, từ từ tới gần. Hoàng Nhân Hùng Hy giật nảy mình, đưa tay nắm chặt cán bội đao. Khi hai con báo tới gần chỗ có đèn lửa, mới nhìn thấy cổ báo có đeo vòng da, mỗi con do hai đại hán dắt. Trong tay mỗi đại hán đều cầm roi dài, vốn là báo phu chăm sóc và cho báo ăn. Người Mông Cổ thích nuôi báo để đi săn. Báo săn không những phóng mau hơn chó mà còn hung dữ phi thường. Những con vật bị săn chống lại là lập tức bị giết chết. Có điều người báo tốn rất nhiều thức ăn, nếu không phải là bậc dương công tù trưởng quý tộc thì người thường tự nhiên không nuôi nổi. Hai con báo này của Tang Côn tuy bị báo phu cầm dây da giữ lại, nhưng vẫn nhe nanh múa vuốt, mắt lộ hung quang, chồm bên này lồng bên kia, bắp thịt toàn thân như ẩn chứa sức mạnh phi thường, chỉ chờ dịp phát tiết. Hoàng Nhan Hồng Hy trong lòng run sợ, co rúm người lại, nghĩ hai con báo này dữ tợn hung hăng như thế, nếu chúng giật ra khỏi dây trong tay báo phu thì quả là việc rất dễ dàng. Tang Côn nói với Thiết Mộc Chân: Nghĩa huynh, nếu Tứ Kiệt của người quả thật là anh hùng hảo hán, có thể tay không đánh chết hai con báo săn này của ta thì ta mới phục người. Tứ Kiệt nghe thấy ai cũng nổi giận, đều nghĩ thầm: Người làm nhục Triết Biệt lại còn làm nhục bọn ta. Bọn ta là heo rừng hay sói rừng mà bắt bọn ta đánh nhau với báo săn của người? Thiết Mộc Chân cũng rất không vui, nói: Ta quý Tứ Kiệt như tính mạng, làm sao có thể để họ đánh nhau với báo? Tang Côn hô hố cười lớn nói: Thế à? Vậy thế có gì là anh hùng hảo hán chứ? Đấu với hai con báo của ta mà cũng không dám. Xích Lão Ôm trong Tứ Kiệt tính nóng như lửa, Khoa Chân bước lên một bước, nói với Thiết Mộc Chân: Đại hán, chúng tôi bị người ta chế nhạo cũng không sao, nhưng không thể để người mất mặt được, tôi xin đánh nhau với chúng. Hoàng Nhan Hồng Hy cả mừng, rút một chiếc nhẫn khảm bảo thạch màu hồng ra ném xuống đất, nói: Chỉ cần ngươi đánh thắng con báo thì cái này là của ngươi. Xích Lão Ôm không thèm nhìn tới, sấn lên phía trước. Một Hoa Lê
vươn tay kéo y lại quát: Chúng ta hoài vấn Đại Mạc là nhờ giết được nhiều kẻ địch, bao đầu có thể chỉ huy quân đội mai phục bao vây quân địch chứ. Thiết Mộc Chân nói: Nghĩa huynh Tàn Cùng, người thắng rồi. Rồi khom người nhặt chiếc nhẫn khảm bảo thạch đặt vào tay Tàn Cùng. Tàn Cùng ướm ướm chiếc nhẫn vào ngón tay, buông tiếng cười dài, giơ giơ bàn tay đeo nhẫn lên, nhìn nhìn chung quanh. Tướng sĩ bộ thuộc của Dương Hãn cất tiếng quan hô vang dậy. Trác Mục Hợp thì cau mày không nói gì, Thiếu Mộc Chân thì thần sắc vẫn thản nhiên. Tứ Kiệt căm tức lui ra. Hoàng Nhan Hồng Hy thấy cuộc đấu giữa người và báo không thành, vô cùng cục hứng, bèn đòi Dương Hãn giao cho hai nữ nô bước vào trong trướng. Sáng sớm hôm sau, Đà Lôi và Quách Tĩnh hai đứa cầm tay nhau ra ngoài dạo chơi, chạy đông chạy tây, dần dần rời khỏi doanh trại khá xa. Đột nhiên có một con thỏ trắng phóng qua cạnh hai đứa. Đà Lôi rút một cung tên nhỏ ra, vù một tiếng bắn trúng bụng con thỏ. Nó tuổi nhỏ sức yếu nên tuy bắn trúng nhưng không trí mạng. Con thỏ trắng mang cả tên chạy, hai đứa reo hò ầm ĩ, co cẳng đuổi theo. Con thỏ chạy được một lúc rốt lại cũng ngã lăn ra. Hai đứa đồng thanh reo mừng, đang định tới bắt lấy, chợt trong khu rừng bên cạnh có 7-8 đứa trẻ chạy ra. Một đứa khoảng 11-12 tuổi nhanh tay lẹ mắt, vô một cái chụp được con thỏ nhấc lên, rút mũi tên quăng xuống đất, trừng mắt nhìn Đà Lôi và Quách Tĩnh một cái rồi ôm con thỏ quay người bỏ đi. Đà Lôi kêu lên: Nè, con thỏ là do ta bắn chết, ngươi mang đi đâu vậy? Đứa trẻ kia quay người cười nói: Ai nói ngươi bắn chứ? Đà Lôi nói: Mũi tên kia không phải là của ta sao? Đứa trẻ kia đột nhiên lông mày dựng ngược, hai mắt mở to quát lớn: Thỏ này là của ta nuôi, không bắt ngươi đền là may lắm rồi. Đà Lôi nói: Ngươi nói bậy, rõ ràng là thỏ rừng mà. Đứa trẻ kia lại càng hung hăng sấn tới, chỉ vào mặt Đà Lôi nói: Ngươi mắng ai? Ông nội ta là Dương Hãn, cha ta là Tang Côn, ngươi biết không? Cứ cho là ngươi bắn đi, nhưng ta lấy thì sao nào? Đà Lôi ngạo nghễ đáp: Cha ta là Thiết Mộc Chân đó. Đứa trẻ kia nói: Phi, Thiết Mộc Chân thì sao? Cha ngươi hèn nhát, sợ ông nội ta, sợ cả cha ta. Đứa trẻ ấy là tên Đô Sử, là con một của Tang Côn. Tang Côn sau khi sinh được một con gái, nhiều năm sau mới sinh được đứa con trai này. Ngoài ra không có con trai nào khác nên vô cùng yêu chiều, để nó mặc ý rong càng ngang ngược. Thiếu Một Chân xa cách Dương Hãn, Tang Côn đã lâu. Con đôi bên tuy có gặp nhau lúc còn nhỏ, nhưng lúc ấy thì đã không còn nhớ nữa. Đà Lôi nghe nó chửi mắng cha mình vô cùng căm tức, ngang nhiên nói: Ai nói thế chứ? Cha ta chẳng sợ ai cả. Đô Sử nói: Mẹ ngươi bị người ta bắt đi đều là nhờ ông nội và cha ta cướp lại cho cha ngươi. Tưởng ta không biết à? Ta lấy con thỏ chút xíu này thì có gì quan trọng? Năm xưa Dương Hãn giúp đỡ nghĩa tử việc ấy, Tang Côn đố kỵ qua danh của Thiết Mục Chân nên thường khoe khoang, ngay con trai y cũng nhiều lần nghe thấy. Đà Lôi một là tuổi còn nhỏ, hai là vì Thiết Mục Chân cho rằng đó là chuyện nhục nhã lớn trong đời nên không kể lại cho con biết. Lúc ấy Đà Lôi nghe thấy giận xanh cả mặt, tức giận quát: Ngươi nói bậy, ta mắc cha ta cho mà xem. Rồi quay người chạy đi. Đô Sử ha hả cười lớn gọi theo: Cha ngươi sợ cha ta, ngươi mắc thì làm gì được? Tối hôm qua cha ta thả hai con báo ra, Tứ Kiệt của cha ngươi cũng sợ không dám động đậy. Trong Tứ Kiệt có Bác Nhĩ Hột là sư phụ Đà Lôi, khiến Đà Lôi nghe thế lại càng tức giận, lắp ba lắp bắp nói: Sư phụ ta thì ngay hổ cũng không sợ, lại sợ báo à? Chỉ là y không muốn đánh nhau với thú rừng thôi. Đô Sử bước lên hai bước, đột nhiên dùng tay tát một cái đánh trúng mặt Đà Lôi, thét lớn: Ngươi còn bướng à? Ngươi có sợ ta hay không? Đà Lôi sửng sốt, hai má đỏ bừng muốn khóc mà cố nín,
Quách Tĩnh đứng cạnh tức giận đã lâu, lúc ấy không nhịn được nữa, hừ một tiếng, đột nhiên xông tới hút đầu vào bụng Đô Sử. Đô Sử bất ngờ bị hút trúng bụng, ngã ngửa ra đất. Đà Lôi vỗ tay cười nói: "Hay lắm!" Rồi kéo tay Quách Tĩnh quay người bỏ chạy. Đô Sử tức giận quát: "Đánh chết hai thằng tiểu tử này cho ta!" Bọn trẻ cùng đi với Đô Sử đuổi theo, đôi bên súng vào nhau đấm đá túi bụi. Đô Sử bò dậy hung hăng nhảy vào vòng chiến. Đô Sử lớn hơn nhưng lại số đông, trong chớp mắt đã đè Đà Lôi và Quách Tĩnh ra đất. Đô Sử không ngừng đấm mạnh xuống lưng Quách Tĩnh quát: "Đầu hàng đi thì ta tha cho." Quách Tĩnh hết sức vùng dậy nhưng bị đè xuống không cựa quậy được. Bên kia Đà Lôi cũng bị hai đứa trẻ hợp sức đè xuống đất đánh túi bụi. Đang còn giằng co chưa ngã ngủ, chợt sau núi có tiếng nhạc ngựa khô vang. Một đội người ngựa phóng tới, người đi đầu thân thể béo lùn, cưỡi một con hoàng mã, nhìn thấy đám trẻ đánh nhau cười nói: "Hay lắm, cũng biết đánh nhau à." Rồi giục ngựa tới gần, thấy 7-8 đứa lớn đánh hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ bị đè sát xuống đất, đánh đến nỗi mắt mũi sưng dù bầm tím, bèn quát: "Không biết xấu hổ à, buông tay ra ngay." Đô Sử chửi: "Cút đi, đừng múa mép ở đây. Các ngươi biết ta là ai không? Ta muốn đánh người, không ai quản được ta." Cha nó là quân trưởng Hùng Thị Phương Bắc, nó kêu căng đã quen, trước nay mọi người đều phải nhường nhịn nó. Người cưỡi con hoàng mã mắng: "Thằng tiểu tử này ngang tàn thật, buông tay ra ngay." Lúc ấy những người còn lại cũng đã tới. Một cô gái nói: "Tam ca, đừng dính vào chuyện không đâu, đi thôi." Người cưỡi ngựa vàng nói: "Cô nhìn xem, đánh nhau thế này thì còn ra thể thống gì nữa?" Mấy người ấy chính là Giang Nam Thất Quái. Họ từ Nam lên Bắc đuổi theo Đoàn Thiên Đức tới sa mạc, sau đó lại không có tin tức gì. Hơn 6 năm nay họ tìm tung tích Đoàn Thiên Đức và Lý Bình. Khắp cả vùng sa mạc Thảo Nguyên, 7 người đều học được tiếng Mông Cổ, nhưng hai người Đoàn Lý Thủy Chung vẫn biệt vô âm tính. Giang Nam Thất Quái tính tình cương cường, lại thêm 10 phần hiếu thắng, đã đánh cuộc với Khưu Sử Cơ thì đừng nói là chỉ tìm một người đàn bà, mà cho dù vất vả gấp 10, nguy hiểm gấp muôn lần, họ cũng quyết không thể bỏ ngang. Thất Quái người nào cũng suy nghĩ như nhau, nếu vĩnh viễn không tìm được Lý Bình cũng phải tìm đủ 18 năm mới thôi. Lúc ấy sẽ trở lại lầu Túy Tiên, phủ Gia Hưng nhận thua với Khưu Sử Cơ. Huống chi Khưu Sử Cơ cũng chưa chắc đã tìm được Bao Thị, vợ Dương Thiết Tâm. Nếu đôi bên đều không tìm được thì kể như qua, lại tìm đề mục khác để tỉ thí cũng chẳng sao. Hàng Tiểu Oanh nhảy xuống ngựa, kéo hai đứa trẻ ngồi trên lưng Đà Lôi ra, nói: "Hai đứa lớn đánh một đứa nhỏ thì không được đâu." Đà Lôi trên lưng chợt nhẹ bỗng, bèn nhảy ngay dậy. Đô Sử sửng sốt, Quách Tĩnh lật mạnh người lại, đánh mạnh vào bụng nó một cái. Hai đứa đã thoát thân, co cẳng bỏ chạy. Đô Sử kêu lên: "Đuổi theo, đuổi theo!" Rồi dẫn đầu đám trẻ con đuổi theo. Giang Nam Thất Quái thấy đám trẻ con Mông Cổ đánh nhau, nhớ lại lúc mình còn nhỏ nghịch ngợm, bướng bỉnh, đều bất giác mỉm cười. Kha Trấn Ác nói: "Đi mau lên, nếu chợ phía trước tan rồi sẽ không hỏi được ai đâu." Lúc ấy bọn Đô Sử đã đuổi kịp Quách Tĩnh và Đà Lôi, bao vây bốn phía. Đô Sử quát: "Có đầu hàng hay không?" Đà Lôi mặt đầy vẻ tức giận, lắc đầu không đáp. Đô Sử nói: "Đánh!" Bọn trẻ con nhất tề ùa vào. Đột nhiên ánh hàng quang chớp lên, Quách Tĩnh trong tay cầm một thanh chủy thủ gầm lớn: "Đứa nào dám xông vào?" Nguyên là Lý Bình thương con, đưa thanh kiếm chồng để lại cho con, bảo nó mang trong người. Nàng nghĩ bảo vật có thể trừ tà, vốn là để bảo vệ con không bị tà ma xâm phạm. Lúc ấy Quách Tĩnh bị bức bách quá, bèn rút ngọn chủy thủ ra. Bọn Đô Sử thấy nó cầm binh khí, nhất thời
cũng không dám xông vào động thủ. Diệu thủ thư sinh Chu Thông đã giật cương phóng ngựa đi, chợt nhìn thấy ngọn chủy thủ lóe sáng dưới ánh nắng, lóng lánh lạ thường, bất giác giật mình. Y nhất sinh thường trộm cắp của quan lại nhà giàu, hiểu biết về bảo vật rất rộng rãi, nghĩ thầm ánh sáng này không phải tầm thường, phải nhìn xem là bảo bối gì. Lập tức giật ngựa quay lại, chỉ thấy một đứa trẻ cầm một ngọn chủy thủ trong tay. Ngọn chủy thủ ấy lấp lánh ánh sáng màu xanh, lóng la lóng lánh, rõ ràng là binh khí sắc bén mười phần quý báu, không biết tại sao lại nằm trong tay đứa trẻ này. Lại nhìn tới bọn trẻ thì ngoài Quách Tĩnh ra đều mặc áo ngắn lông quý báu, mà Quách Tĩnh thì trên cổ đeo một cái vòng vàng chạm khắc tinh xảo, xem ra cũng là con em của tù trưởng Mông Cổ. Chu Thông nghĩ thầm, chắc là thằng nhỏ này lấy trộm bảo đao của cha nghịch ngợm và của Dương Công tù trưởng, có lấy cũng không hề gì. Lúc ấy đã nảy ý muốn cướp, bèn cười hề hề xuống ngựa nói: mọi người đừng đánh nhau, đùa đùa một chút thôi thì được. Câu nói vừa dứt đã nghiêng người xông vào vòng dây của đám trẻ, giương tay cướp lấy thanh chủy thủ. Y sử dụng tuyệt kỹ võ công Không Thủ Nhập Bạch Nhận. Đừng nói một đứa trẻ như Quách Tĩnh, cho dù là một người lớn võ nghệ tinh thâm, chỉ cần không phải là bậc cao thủ mà gặp phải diệu thủ thư sinh này, cũng đừng hòng giữ được binh khí trong tay. Chu Thông vừa cầm được ngọn chủy thủ, quay người bỏ chạy, nhảy lên lưng ngựa, hô hố cười lớn, giật cương thúc ngựa, phi thẳng một mạch đuổi theo mọi người, cười nói: hôm nay may mắn, tự nhiên lại vớ được vật báo. Tiếu Di Đà, Trương A Sinh cười nói: cái thói trộm gà bắt chó của nhị ca vẫn không bỏ được. Náo thị hiệp ẩn Toàn Kim Phát nói: bảo bối gì vậy, đưa tôi xem nào. Chu Thông giang tay ra ném qua, chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh vạch ra trên không, chớp nắng mặt trời, ánh sáng lóng lánh tựa hồ tạo thành một chiếc cầu vồng nho nhỏ, mọi người đều bật tiếng khen ngợi. Quý vị và các bạn thân mến, Giang Nam Thất Quái có tìm ra được chủ nhân của cây đoản kiếm ấy không, và chuyện gì sẽ xảy đến với mẹ con Quách Tĩnh? Mời quý vị nghe phần tiếp theo vào chương trình ngày mai.